Luto ở thế giới hiện tại vốn đang là một game thủ siêu cấp cuồng đại, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến lại có được một cô bạn gái xinh đẹp, đời sống hạnh phúc như vậy còn gì mỹ mãn bằng. Bỗng một ngày kia, sau khi anh có được chức quán quân WCG, cô bạn gái mà anh hết mực yêu thương bỗng dưng lại quay ngoắt thái độ với anh 180 độ. Luto vừa đau buồn lại vừa nhọ nhem hơn chính là bị mắc vào cái tình huống hết sức khó hiểu, đến cuối cùng lại ngủ một cách phi lý và đường đột. Sau khi đi bán muối, anh tưởng như đã trở thành một con chiên ngoan đạo trên thiên đường, ngờ đâu lại bị trọng sinh vào một thân xác công tử phế vật tại một thế giới khác. Tại cuộc thi World Cyber Game Thế Giới, đám đông khán giả bên dưới đang nhộn nhịp reo hò. Dáng vẻ ai nấy cũng tràn đầy nhiệt huyết, bừng bừng khí thế tuổi trẻ, vui vẻ hòa vào cái bầu không khí chung đầy nhiệt huyết này. Trên sân khấu kia chính là Luto, người chơi nổi tiếng đạo tặc. Với lối chơi ẩn thân không có đối thủ, liên tiếp 3 năm liền giành chức quán quân WCG và bây giờ chính là thời khắc lịch sử lặp lại. Luto nhận được cúp vàng trao tay, hớn hở không ngớt chạy ngay về phía bạn gái mình là Tiểu Yên mà hy vọng cô sẽ vì anh mà hạnh phúc mừng rỡ không thôi. Nhưng trái với sự kỳ vọng của Luto, Tiểu Yên không chút tình nghĩa nể mặt anh, đăm đăm sắc khí trải dài trên khuôn mặt vốn thuần khiết xinh đẹp kia. Không hề do dự mà thẳng tay tát một phát cật lực vào mặt Luto khiến anh vô cùng hốt hoảng. Cô ta tức tối chỉ thẳng tay vào mặt anh, thái độ vô cùng khinh khi mà cảm thấy cái thắng lợi này của anh vô cùng đê hèn. Từng lời như nhát dao khoét sâu vào tim Luto khiến anh sững sờ đầy bàng hoàng đau đớn. Tiểu Yên càng lúc càng điên tiết, nhịn không nổi nữa bèn hét lên khẳng định muốn chia tay với Luto. Sự việc này diễn ra không phải là nhanh quá mức khiến anh chưa thể nào tiếp nhận nổi, đúng là đen tình thì đỏ bạc mà. Cô ta nhanh như cắt mà chộp lấy cánh tay anh chàng cao to đen hôi cơ bắp lôi thôi bên cạnh kia. Ánh mắt quyến rũ lẳng lơ mà khẽ cất lời ong bướm, cho biết bản thân chính là mê đắm những kẻ cương trực chính diện giống như thế này. Nhưng cái ý định đào hoa này của Tiểu Yên cũng không tồn tại được lâu, hắn ta lập tức hất tay cô ra. Vội vã tiến đến cạnh Luto mà nắm tay anh chặt cứng khiến anh không kịp hiểu cái quái gì đang xảy ra vậy. Tưởng là nữ chính ngôn tình ai dè là nữ phụ đam mỹ, Tiểu Yên sốc đến tận óc mà trông thấy một màn quái gở đang diễn ra trước mắt. Tên cao to kia vội vã chụp lấy Luto rồi ôm chặt anh vào lồng ngực, cái thứ cơ bắp căng tràn này trước mắt như đè hết hô hấp của Luto. Anh càng vùng vẫy bao nhiêu thì hắn ta lại càng ôm chặt bấy nhiêu. Luto thở không nổi nữa, tím tái mặt mày rồi khẽ ngất lịm dần. Đúng là một cái chết oan khuất từ trước đến nay từng thấy. Dòng thời gian như rối loạn mà biến hóa không ngừng tạo thành những lỗ hổng, những cái bắc khó phát hiện ra, nhưng đôi khi nó lại xảy đến theo một cách không ai ngờ được. Ùm một phát, một luồng sáng trên bầu trời kia khẽ lóe lên, đưa anh xuyên không về tần vực, ngay tại Thiên Nguyên quận, Quy Nguyên thành đầy hoang sơ cổ kính. Luto từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cơ thể vẫn chưa hết bàng hoàng choáng váng nhờ ơn phức cái lồng ngực căng như bong bóng của cái tên lúc này, nét thẳng thốt vẫn còn lưu giữ trên khuôn mặt. Cô nàng nũng nịu bên cạnh đương đang chuốc rượu, bỗng thấy anh tỉnh lại thì vô cũng bất ngờ. Cô ta toát mồ hôi, rõ là đã chứng kiến tận mắt anh uống thuốc độc, thế mà vẫn còn sống thì quả là quái lạ. Ngay thời khắc Luto hoang mang tỉnh lại, bỗng từ trong không trung, một luồng hệ thống lập tức khởi động với cái tên là siêu cấp hoàn khố hệ thống. Liếc qua ngay bên cạnh là bầu ngực vừa trắng lại vừa tròn của cô nàng như yên kia làm Luto như tỉnh hẳn ra mà quên hết hoàn cảnh hiện tại. Anh khẽ nở nụ cười đầy đê tiện của lũ đàn ông háo sắc, dúi cả mặt mũi vào bầu tâm hồn của Như Yên khiến cô ngượng chín cả mặt. Hệ thống khẽ vang lên thông báo chúc mừng anh đã tán tỉnh thành công, phần thưởng dành cho anh là một điểm hoàn khố. Luto giật cả mình, bây giờ mới kịp nhận ra bản thân đã bị xuyên không vào trong trò chơi, đây đúng là một tin sốc mà. Anh trầm ngâm suy nghĩ ở cái cục bộ hiện tại. Nghề nghiệp của anh vẫn là nghề nghiệp cũ, nhưng mà điểm hoàn khố mà hệ thống nhắc đến ở đây là sao nhỉ? Anh nhớ rằng nó có tác dụng đối công pháp đan dược ở hệ thống cửa hàng, để có nó thì phải dùng các chiêu tán gái, các loại giả vờ, các cách tiêu tiền. Luto cười hí hửng, như vậy cũng tức là anh bây giờ cũng phải biểu hiện giống một thiếu gia chơi bời, sẽ giành được nhiều điểm hoàn khố. Thật đúng là số hưởng mà, Luto cười đắc chí, còn chưa kịp ngậm mồm thì bốp một phát. Như Yên đã ị nguyên bàn tay năm ngón của mình lên mặt anh với một lực đạo không hề nhẹ nhàng quý phái chút nào, máu mồm anh phun tứ tung đầy nền đất. Luto sợ hãi ôm cái khuôn mặt sưng vù kia mà run rẩy nhận ra cô ta giống hệt bạn gái anh lúc trước, cái thủ pháp tàn độc này quả là vi diệu thật sự. Như Yên không muốn nói nhiều, mặt nhăn mày nhó khó chịu mà lệnh cho anh nhanh chóng giao Tề Vân lệnh ra đây. Luto như co giật toàn thân, đôi mắt mơ màng không hiểu cái cô đang nhắc đến là gì. Máu mồm không ngừng tuôn chảy khiến hệ thống kia lập tức phải bật chế độ cảnh báo, cần phải khởi động chức năng hồi phục gấp rút ngay. Tại Hứa gia, từ bên trong cơ thể Luto phát ra một nguồn sáng lấp lánh chói lọi đầy mạnh mẽ rực rỡ cả một khu, xoèn xoẹt biến động mà tỏa ra một luồng sức mạnh rợn ngợp. Cơ thể của anh đang được hệ thống tái tạo lại, toàn thân được một luồng khí tức bao trùm nuốt chửng lấp lánh. Sau một hồi tái tạo, Luto nhẹ nhàng mở mắt,
liền lập tức giật cả mình phát hiện ra có một cô gái lạ mặt đang đứng trước mặt anh. Cô ta toàn thân phủ kín y phục trắng toát, mái tóc bạch kim bồng bềnh cùng làn da trắng mịn như nước, dịu dàng cất tiếng giới thiệu bản thân chính là hệ thống hoàn khố cá nhân của anh, tên gọi Tiểu Hoàn. Trông thấy Lưu Tô có vẻ hoang mang ngờ nghệch không nhớ được nổi bản thân là ai, nơi đây là đâu, Tiểu Hoàn liền nhẹ nhàng tình cảm mà cầm lên một cục gạch ống. Dịu dàng khả ái đương lúc Lưu Tô hốt hoảng liền đập bốp vào đầu anh, được biết đây chính là phương pháp tác động vật lý có thể khắc phục trí nhớ vô cùng hiệu quả. Đúng là nhanh như chớp, Lưu Tô liền đã tiếp nhận được ký ức của thân chủ trước kia, xung quanh cái thân thể này xưa kia chỉ toàn là nữ nhân với nữ nhân vây quanh. Lưu Tô cười phè phởn, không ngờ chủ nhân trước của cái thân thể này lại phong lưu đến vậy. Anh lại lộ máu dê mà khẽ đưa bàn tay hư về phía Tiểu Hoàn, tức khắc bị chộp lại bèn la lên oai oái. Lưu Tô đã hiểu được tình hình hiện tại rồi, tóm lại anh chính là phế vật thiếu gia của Hứa gia, mọi người đều đang tìm cách làm hại anh. Tiểu Hoàn nhẹ nhàng giải thích cho anh, ở Vạn Cương Đại Lục này có tất cả 8 cảnh giới, mỗi cảnh giới lại có cửu trọng. Mà bây giờ, khả năng đánh thắng người khác của Lưu Tô bằng không, tức là tu vi của anh mới ở thể phách cảnh mà thôi, so với phế vật hoàn toàn không có gì khác biệt. Hệ thống vì để tránh cho anh tử vong ngoài ý muốn đã chuẩn bị sẵn một món quà cho anh, giúp anh sau khi khởi động sẽ có cơ hội nâng cao tu vi bản thân. Lưu Tô như chỉ chờ có thể liền vội vàng mở ra, bùng một phát, anh với gương giáp đầy đủ, đã thành công thăng cấp lên thành võ hồn cảnh nhị trọng. Lưu Tô huênh hoang đầy đắc ý, cảm thấy sớm muộn gì bản thân cũng sẽ là vấn đỉnh võ đạo, xưng bá dị giới mà thôi. Bất chợt từ bên trong bỗng phát âm thanh xì sầm, hai tên kia là Hứa Nhân Quân đại tổng quản Hứa gia cùng Hứa Phong. Con trai ông ta đương bàn kế hoạch xử lý Lưu Tô, trong lời nói tràn ngập sự miệt thị mỉa mai, muốn anh lập tức giao Tề Vân lệnh ra cho bọn chúng. Lời chưa nói dứt câu, Hứa Phong bị Lưu Tô bụp cho một phát ngang bụng đến xây sẩm văng ra xa trước sự hoảng hốt của Hứa Nhân Quân. Anh cả người mang đầy khí chất hùng dũng, giọng nói đanh thép mà bừng bừng khí thế oai nghiêm, bộ dáng sẵn sàng nghênh chiến, thành công mà nuốt trọn thêm một điểm hoàn khố từ hệ thống. Hứa Nhân Quân chạy đến đỡ lấy thằng quý tử của mình ngồi dậy, điên tiết quay sang chỉ mắng Lưu Tô không ngớt. Anh cười khẩy chỉ thẳng mặt ông ta, cảm thấy đúng là nực cười mà, mắng chó lại mắng ngược chủ, hét lớn mà cho biết anh không đạp chúng mặt là đã đủ khai ân với bọn chúng lắm rồi. Hứa Phong bị đánh vậy chưa chừa vẫn đưa mồm đi chơi xa, lớn giọng mỉa mai cả Hứa gia lớn đến vậy nhưng không một ai thừa nhận anh là thiếu chủ. Ngay cả gia gia anh cũng bị lạc lệnh từ quan, hắn chính là muốn nhếch mắt lên chờ xem ai có thể bảo vệ cho anh. Lưu Tô cười ha hả, đầy ngạo nghễ mà lôi Tề Vân lệnh trong người ra, bộ dáng chọc chó đầy khiêu chiến hai cha con bọn chúng khiến chúng sôi sục không ngừng. Hứa Quân Nhân cùng Hứa Phong không nhịn anh thêm nữa, máu điên nổi lên bèn cầm kiếm lao thẳng tiến về phía Lưu Tô, quyết cho anh thấy được sự lợi hại của bọn chúng. Lưu Tô cười nửa miệng, cái chiêu thức vật vãnh này của bọn chúng mà cũng dám tự xưng là thần kiếm pháp à? Liền cây giáo kiếm khí đang dần rực khí tức của mình lên, hùng hồn vô cùng mà chỉ thẳng vào bọn chúng, đe dọa sẽ dùng đà cẩu bổng dạy dỗ lũ ngốc bọn chúng. Hệ thống ghi nhận được sự xạo sự của anh, liền lập tức cộng thêm một điểm hoàn khố cho Lưu Tô. Lúc này đây tại Hứa gia, Hứa Thu Bình Hứa gia gia chủ đang sốt sắng đến không nhịn nổi nữa mà đi qua đi lại liên tục, ông ta toát mồ hôi. Lo lắng đến giờ này mà Hứa Nhân Quân vẫn chưa có tin tức gì báo về, tối nay phụ thân ông ta sẽ từ Tần Vực mà trở về thì hỏng chuyện. Con trai ông ta mải mê nhấm rượu, trông thấy cha mình sốt sắng đến vậy vội trấn an ông không cần phải lo lắng, hắn cảm thấy nhất định hai cha con Hứa Nhân Quân sẽ xử lý được Lưu Tô. Bọn chúng tự tin rằng bây giờ một nửa đệ tử Hứa gia đều bị chúng khống chế, lại có thêm Tiêu gia âm thầm hỗ trợ thì cũng không cần phải lo lắng gì thêm. Dù lão tướng Hầu có bị từ quan trở về đi chăng nữa thì cũng không cần sợ hãi. Hơn thế, hắn ta còn có Tề Vân lệnh, trở thành người của Thánh Khôn Võ Phủ, tới lúc đó xem ai dám động vào chúng. Hứa Thu Bình cười yên âm, bỗng tên gia nhân từ ngoài chạy vào khẽ thông báo cho biết lão tướng Hầu đã trở về khiến hắn giật nảy mình suýt thì phun cả ngụm trà. Đột ngột như vậy thật khiến hẳn trở tay không kịp. Hứa Thu Bình nhanh chóng lút cút ra ngoài cung kính nghênh đón, kia chính là Hứa Thương Sơn quy nguyên thành tướng hầu, bộ dáng oai nghiêm đang lạnh lùng tiến vào bên trong. Lão ta mặc kệ sự tiếp đón nồng nhiệt của Hứa Nhi Bình, thẳng bước chỉ muốn mong chờ tìm gặp Lưu Tô của lão khiến Hứa Nhi Bình tức điên nghiến răng kẽo kẹt đầy ghen ghét. Mà Lưu Tô hiện tại vẫn đang trong trận chiến đầy nguy kịch cùng Hứa Phong, cả hai luồng khí tức hòa trộn vào nhau, từng đường kiếm luân chuyển không ngừng nghỉ nhanh thoăn thoắt. Nhân lúc Hứa Phong mất cảnh giác, Lưu Tô liền vung kiếm cho thẳng vào mông hắn khiến hắn đau đớn mà nằm gục xuống sàn đầy đau xót, thế là vừa bại trận vừa mất sống rồi. Hệ thống chúc mừng anh đã chiến thắng, lại cộng thêm một điểm hoàn khố nữa. Lưu Tô ngạo mạn cười ha hả, cảm giác trong lòng cực kỳ sảng khoái không tồi, sức mạnh như đang dần dần khắp cơ thể. Hứa Nhân Quân già mồm mắng chửi liền bị Lưu Tô không chút nể nang liên tiếp thẳng tay thẳng chân đánh đập túi bụi. Anh ghét nhất là loại sâu mọt như bọn chúng, vận hết lực mà đạp thẳng mặt ông ta khiến ông lăn ra đất.
mặt mũi bầm dập như cái đầu heo. Hệ thống tinh tinh lên một hồi thông báo, chúc mừng anh đã đánh bại được kẻ địch, giành được 3 điểm hoàn khố. Lên một level mới là kích hoạt cực đạo kỹ năng, cực đạo thám ngọc thủ và quỷ ảnh thiên cực bộ. Lưu Tô tung hết cực đạo kỹ năng ra, vừa đánh chém không ngừng nghỉ Hứa Phong, tia sức mạnh đủ màu sắc tung hoành liên tục, vừa nhanh như cơn gió mà dùng cực đạo thám ngọc thủ xoẹt qua đỉnh đầu hắn ta. Tấn công và phòng thủ cùng lúc chính là công pháp này, sắc nhọn như đao, bách độc bất nhập mà như một tia chớp khiến đối phương không thể nào phản ứng lại kịp, chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Tiếp đến, trước sự tấn công liên hồi dồn dập của hắn ta, Lưu Tô vẫn sức dùng đến quỷ ảnh thiên cực bộ, thiên quân nhất phát. Công pháp phòng bị này đủ di chuyển tránh đòn tấn công của đối phương, toàn thân được bao phủ bởi một luồng khí lực dày cộm. Bốp một phát, hắn ta đã ăn trọn một cú thực lực từ Lưu Tô, khí lực anh tung ra đủ để hắn ta méo cả mặt mày. Lưu Tô cười khẽ, thầm nghĩ cả hai kỹ năng này đều giống ở trong trò chơi, nếu tu vi tăng lên, không có kẻ thù nào là anh đây không giết được. Nói đoạn, Lưu Tô hất hàm vung mặt lên trời cười vang khoái chí, mọi người cứ mãi khinh thường anh chỉ là phế vật không biết nắm giữ được đại nghiệp của Hứa gia. Nhưng giờ đây anh đã trọng sinh rồi, cứ chờ đó mà xem, ánh mắt dâng tràn hiếu chiến. Bỗng lão Hứa Thương Sơn không biết từ đâu xuất hiện, trông thấy cái khung cảnh hỗn loạn trước mắt thì không khỏi sửng sốt. Hứa Nhi Bình nhìn thấy cảnh tượng hai cha con Hứa Nhân Quân đang phải quỳ rạp ở dưới chân anh thì không khỏi điên tiết cắn chặt răng, kế hoạch của hắn ta coi như là hỏng bét. Lưu Tô vừa vịt nức nở chạy về phía Hứa Thương Sơn, mách lão ta đám bọn chúng lợi dụng lúc anh đang ngủ mà dám đánh lén. Khó khăn lắm anh mới đánh bại được họ khiến lão ta lập tức tin là thật, máu nóng lại lần nữa dồn lên, dám đụng đến đứa cháu yêu dấu của lão đây thì thật chán sống rồi mà. Hứa Nhi Bình biết không còn đường thoát nữa thì quyết định ăn vạ, hòa lên thảm thiết quỳ thụp xuống, Hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm rồi nhận hết tất cả phần lỗi về mình. Lão ta khẽ gọi hắn đứng dậy, nhân từ muốn điều tra cho thật rõ ràng cái đã, đến lúc đó hẳn nhận sai cũng chưa muộn. Hứa Thương Sơn đương xử lý chuyện ở đây, xa xa bên ngoài cổng bỗng phát ra tiếng xì xào huyên náo. Hắn ta là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Bình Hầu cùng con gái Tiêu Như Yên, hôm nay thất lễ đường đột đến đây hòng muốn đòi lại công đạo cho con gái hắn. Hắn nghe được con gái bảo bối mách chuyện Lưu Tô đã thất lễ với cô trước đám đông, còn làm chuyện thần nhân phẫn nộ với cô, hắn hôm nay đến đây chính là muốn câu trả lời thật đích đáng. Lão Hứa Thương Sơn bèn quay sang hỏi Lưu Tô chuyện này có phải là sự thật không, Lưu Tô lập tức chối mảy may. Lươn lẹo giải thích đó chỉ là do hai bên tự nguyện mà thôi, bên cạnh anh thiếu gì phụ nữ kia chứ. Như Yên tức tối nhịn không được liền cất tiếng, muốn bảo vệ cho sự quang minh lỗi lạc của mình. Cho hay chuyện tối qua còn có rất nhiều người có thể làm chứng cho cô, nghi hoặc lẽ nào lão ta vẫn còn muốn bao che cho anh. Lưu Tô nhờn mặt danh mãnh tiến đến không ngớt lời trêu chọc Như Yên, lại còn gọi cô là tiểu nữ khiến cô ta tức đến tím tái mặt mày, hai mắt trợn trừng long lên sòng sọc. Lại gặp cái tên ất ơ đang buông những lời châm chọc khiêu khích kia khiến cô như điên tiết hơn nữa, phừng phừng lửa giận thẳng tay chỉ vào mặt anh trong cơn cuồng nộ. Lưu Tô chọc gái thành công, lại được hệ thống cộng thêm một điểm hoàn khố vào bên trong, vô cùng vui vẻ mà tiếp tục cất lời trêu hoa ghẹo nguyệt, không ngừng mỉa mai châm chọc Như Yên đêm hôm lại đến thanh lâu làm gì khiến đám đông được phen cười không ngớt, lại một điểm hoàn khố nữa vào túi anh. Như Yên đơ cứng cả mặt, không biết làm gì hơn ngoài la hét không ngừng, thề sẽ giết chết anh. Bỗng em trai cô khẽ ra mặt, cơ thể lực lưỡng cường tráng mà nghênh ngang muốn thay cô trừng trị Lưu Tô. Hắn sạo sự tiến đến cạnh anh, mỉa mai anh chỉ là phế vật có tiếng nên không muốn ăn hiếp, cách anh chỉ cần đỡ được ba chiêu của hắn, ân oán giữa Tiêu gia và Hứa gia xem như bỏ qua. Đám người bên dưới cười ha ha không ngừng nghỉ, có chút khinh thường Lưu Tô cần gì ba chiêu, chỉ một chiêu là đã khiến anh nghi ngút khói rồi. Trông thấy vẻ mặt gái sớm cười đến ngoác cả mồm của hắn, Lưu Tô muốn nâng cấp độ khó của cái thử thách này lên chút, sửa lại nếu anh có thể đỡ được ba chiêu của hắn. Hắn sẽ phải tự phế tu vi của mình và ngược lại nếu không đỡ được, anh sẽ tự vẫn ngay tại chỗ, trong lời nói đanh thép không có chút gì có vẻ như là đang nói đùa. Hắn ta điên tiết cùng cây kiếm khí bọc đầy linh khí của mình mạnh mẽ lao đến. Vô cùng tự tin với khả năng luyện kiếm ngưng thiên quyết cộng thêm kiếm thuật của Tiêu gia, có thể chặt đá đứt vàng, chém người dư sức. Lưu Tô nhanh như tia chớp sử dụng quỷ ảnh thiên cực bộ mà lượn qua lượn lại, luồng khí của hắn một chút cũng không đụng được đến chân tơ của anh, có chút nực cười. Hắn ta liền tung tiếp nộ kiếm chật lang ỉ oàng bão tố, một bước nhắm thẳng về Lưu Tô nhưng xui thay cho hắn. Anh đã dùng cực đạo thám ngọc thủ mà có thể xuyên qua được tất cả, trong một khoảng khắc liền đem tất cả luồng khí vận bắn ngược về phía hắn ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, hắn hét lên trong đau đớn rồi gục xuống thê thảm, bất tỉnh nhân sự, kinh mạch cũng bị đứt hết. Hệ thống lại phát lên thông báo, chúc mừng anh đã thành công đánh bại kẻ thù, giành được 3 điểm hoàn khố. Bọn người xung quanh chứng kiến tất cả thì sững sờ không thôi, khẽ xì sầm bàn tán. Không ngờ đến được việc Lưu Tô anh đây đã trở nên mạnh mẽ đến vậy, tự lúc nào, cả thể phách cảnh bát trọng cũng bị thua thảm hại trong vòng 2 chiêu.
Lưu Tô hùng dũng chống tay cười bá đạo trước sự trầm trồ tán dương của đám người xung quanh. Như Yên vì quá đau xót cho em trai, lại tiếp tục vận khí lao đến anh thêm lần nữa. Vô ích thôi, Lưu Tô với lớp khí tức chắn xung quanh vẫn bình chân như vậy, đột ngột dịch chuyển ra sau lưng cô ta mà cất giọng đầy thách thức khiến cô ả kinh hãi không thôi. Tiêu Bình Hầu giờ đây mới nhịn không nổi liền tự mình ra tay, muốn dạy anh một bài học, toàn thân vùn vụt tà khí lao về phía anh. Nhưng Lưu Tô còn chưa kịp động thủ, Hứa Thương Sơn vì binh vực anh đã tự mình ra mặt, tung luồng lực đạo khổng lồ đối với ông ta mà bắn ngược trở lại khiến Tiêu Bình Hầu đành cắn răng chịu thua. Ông ta uất ức vô cùng, vốn nghe nói lão ta trên đường về nhà gặp thích khách, toàn thân trúng độc dẫn đến tu vi giảm xuống, thế mà vẫn có thể mạnh mẽ như vậy quả là hoang đường. Lão ta hét lớn, lệnh cho Tiêu Bình Hầu mau chóng cho đem người cút đi, giọng nói khàn khàn nhưng đầy đanh thép. Ông ta đương lúc rời đi vẫn còn vô cùng cay tức đành nhận thua nhưng cũng không quên đe dọa lão ta đã không còn là trọng thần của Tần Vực nữa, muốn lão xem lại thái độ của mình với ông. Như Yên cũng không thể để vụ này chìm được, cho biết một tháng sau chính là tuyển bá Thánh Khôn Võ Phủ. Trong thâm tâm quyết tỉ thí với anh xem ai vào được Thánh Khôn Võ Phủ, Lưu Tô cười ngã ngớn đồng ý ngay trước tâm thế hậm hực của Như Yên. Hệ thống tinh tinh thông báo, anh đã đánh lui được kẻ địch, mở khóa kỹ năng thứ ba đó là ẩn thân. Lưu Tô nuốt nước miếng sướng tê người, cuối cùng giấc mộng sau bao nhiêu năm của anh cũng đã trở thành hiện thực. Cả hai ông cháu cùng nhau sánh bước vui vẻ trở về phủ, Hứa Thương Sơn lâu rồi không gặp được anh. Nay gặp lại trông thấy tu vi anh đã tăng lên mức độ này thì mừng vui khôn xiết, cực kỳ hài lòng về anh. Nghe thấy lão có nhiều thắc mắc muốn biết, anh vội kéo lão ta vào bên trong, hớt hải vui mừng. Không ngờ đến, vừa vào đến bên trong, Hứa Thương Sơn đã thổ huyết ồ ạt, dường như là đã bị trúng độc khiến Lưu Tô vô cùng lo lắng. Lão ta đau đớn cất giọng, khẽ cho anh biết bản thân lão vốn là cường giả huyết hồn cảnh. Trên đường về bị một đám người hắc y nhân đeo mặt nạ có chữ huyết mai phục, chúng phải loại độc quỷ dị khiến tu vi lão giảm xuống một cảnh giới. Lưu Tô sâu chuỗi lại mọi dữ liệu, thầm nghi ngờ chuyện này là do Hứa Nhi Bình cùng Tiêu gia cấu kết, có khi cả chuyện anh bị chúng tính kế cũng liên quan đến chúng. Hứa Thương Sơn nghe thấy vậy thì điên máu không thôi, cái thân già chỉ mắng không ngớt chúng, bọn này đúng thật là nghiệt xúc bất hiếu dám có ý tâm địa tàn độc, mưa hại Hứa gia. Lưu Tô vội vã cho hay sẽ tự mình điều tra rõ ràng, trong lòng rối bời như tơ vò mà nhận thấy nếu như chuyện này có liên quan đến Tiêu gia, như vậy anh sớm muộn cũng sẽ bắt chúng trả món nợ máu này. Vừa hay anh hiện tại mới có ẩn thân thuật, hai tay nắm chặt, nhận thấy không còn gì hay hơn chính là có thể tới Tiêu phủ thăm dò tình hình hiện tại. Tại Tiêu phủ đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch, Lưu Tô bí mật dùng mô thức ẩn thân mà thành công lẻn được vào bên trong rình mò thám thính. Trông thấy Như Yên cùng Hứa Thiên Vân cô nam quả ngữ đêm khuya mờ mịt thế này lại rủ nhau ra ngoài, bộ dáng đầy mờ ám, anh khẽ bật cười, phát hiện ra được chuyện hay ho rồi đây. Bẵng đi một lát, giọng Hứa Thiên Vân la hét kinh hãi từ trong đêm tối cất lên mà như muốn phá tan không khí im ắng buổi trời đêm. Trông thấy hắn ta run rẩy sợ hãi trước căn phòng tối om trước mặt mà cô dẫn hắn đến, Như Yên khẽ cười hắc ém, tiết lộ cho hắn ta biết Dực Vương đại nhân đang ở bên trong khiến hắn ta run bần bật e dè, không dám tin là sự thật. Như Yên vẫn cái bộ dáng cực kỳ gian xảo đó, khẳng định đó chính xác là lang đồ nhị đương gia. Tương truyền nghe đồn hắn ta có dự phù võ hồn, hút thực tinh huyết tu luyện và cả một cơ thể ác độc võ học. Cô ta với sự tự tin đầy mãnh liệt, khẳng định tối mai chính hắn sẽ đưa Hứa Lưu Tô và Hứa Thương Sơn xuống Hoàng Tuyền. Ánh mắt sâu thăm thẳm không biết đã chứa đựng bao nhiêu thâm sâu kế hiểm bên trong mà nhếch lên không ngớt. Lưu Tô từ trên mái nhà đã nghe ngóng không sót chữ nào, hả hê thầm nghĩ cái lũ khốn này thế mà bỏ công sức cho anh quá là công phu rồi. Hứa Thiên Vân sau khi được Như Yên tiết lộ kế hoạch, gan yếu như thỏ đế tức thì vì sợ hãi mà vội tỏ ý không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Nhanh chóng kiếm cớ rời đi khiến cô ta tức tối không thôi, cảm thấy cái tên này thật không phải là đàn ông, mới đấy đã sợ rung gió vào rồi. Không còn cách nào khác, nhận thấy hôm nay thật đúng là vô vị, Như Yên liền quay lưng trở về phủ hòng muốn tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Tại phủ Tiêu gia, từ trong luồng hơi nước mơ màng ẩm thấp kia là làn da trắng nõn mềm mịn của Như Yên đang dập dờn phơi bày dưới làn nước nóng và hơn thế nữa. Chính là lộ ra trước đôi mắt tàn tục của Lưu Tô đương khai triển thuật ẩn thân mà chui được vào đây một cách dễ dàng. Anh cười đê tiện, khẽ xăm soi cơ thể Như Yên, hai mắt thấy gái sáng rực như sao mà thầm nghĩ nếu cô ta không làm mấy chuyện này, anh đã có thể suy nghĩ nạp ả làm thiếp. Vừa ngâm mình trong làn nước ấm áp, Như Yên khẽ cầm lên một chai nhiên nguyên dịch mà cha cô ta đã dâng cho Dực Vương đại nhân. Chỉ cần nửa bình dược này đã khiến cho hào môn khắp Quy Nguyên thành tranh cướp lẫn nhau. Lưu Tô nấp một bên, trông thấy cái vật lạ lẫm trên tay cô ta thì hết sức tò mò, tiểu hoàn hệ thống khẽ giải thích cho anh biết đó là một loại dược dịch do luyện dược sư điều chế. Có thể nâng cao tu vi lên một đại cảnh giới, nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Thì ra là vậy, Lưu Tô nhếch mép cười, cảm thấy cái này trông có vẻ rất lợi hại mà sinh lòng ham muốn chiếm hữu.
Trước lúc rời đi, Lưu Tô chơi ác còn tung cả vũ khí hóa học của mình vào bên trong lọ. Mùi khai ngấy tỏa ra nồng nàn trong gió khiến cô ta khó chịu bịt chặt mũi. Cứ ngỡ là bản thân gặp ảo giác mà không biết rằng lọ nhiên nguyên dịch của cô ta đã pha trộn đầy tinh hoa hữu ngọc từ Lưu Tô. Bỗng nhiên, anh chợt cảm nhận được dường như có ai đó đang đến, dường như là cao thủ mà có thể phát giác ra khí tức của anh, vội vàng vọt qua đường cửa sổ chạy trốn. Như Yên khẽ nghe động lập tức quay lưng, bất ngờ phát hiện ra Dực Vương đại nhân đã đứng đó từ lúc nào. Ông ta trầm ngâm, mặt nhăn mày nhó, rõ ràng ông vừa nhận thấy có một khí tức ẩn giấu ở đây, thế mà lại đột nhiên biến mất, thật khiến người ta phải nghi hoặc. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tô đầu óc rối bời không ngừng suy tính. Anh biết cái tên âm phù Dực Vương kia là huyết luyện ngũ trọng cao thủ, với thực lực của anh bây giờ không thể nào có thể đánh bại ông ta. Cho dù ông nội anh ra tay cũng chắc đã thắng, hơn nữa ông của anh lại đang trúng độc. Tiểu Hoàn nhẹ nhàng cho biết ông nội anh đã trúng ma tâm huyết trùng độc, độc dược tứ phẩm chí tôn cấp, chỉ có cùng đẳng cấp luyện dược sư mới có thể giải độc. Hệ thống hoán đổi hiện tại có thuốc giải, chỉ có điều giá cả đắt hơn đan dược rất nhiều, với số điểm hoàn khố hiện tại của Lưu Tô e là không đủ. Anh trợn mắt nhìn vào bảng giá hệ thống, đến cả 1.000 điểm, anh biết kiếm ở đâu ra bây giờ. Đành dùng cách bán thảm vậy, nói đoạn Lưu Tô nũng nịu dụi người vào Tiểu Hoàn, nhẹ nhàng năn nỉ cô cho anh nợ. Cái mặt dày như đít nồi này của anh lập tức liền bị Tiểu Hoàn thụi cho một nhát không thương hoa tiếc ngọc, méo hết cả giao diện. Cô âm trầm giải thích quy tắc của hệ thống là không thể thay đổi được. Nếu như anh cần thuốc giải tứ phẩm chí tôn, có thể thử bốc thăm, hai điểm hoàn khố được bốc thăm một lần. Lưu Tô nghe vậy như chút hết nỗi lòng, mắt sáng rỡ khoái chí. Nhưng đời không như là mơ, sau 10 lần bốc thăm anh đều chỉ bốc được Thiên Long Ngưng Nguyên Đan, ủ rũ đầy thê thảm rào bước. Cái miệng hư trách móc Tiểu Hoàn không thương xót mà cố ý lừa hết sạch điểm hoàn khố của anh thê lương thế này. Vừa đi vừa cúi gằm mặt đau khổ, Lưu Tô không ngờ được đã đến Linh Bảo Các lúc nào không hay. Trông thấy anh, cô nàng quản gia Lâm Khinh Vũ vội tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhưng thoáng chốc cái tâm trạng ấy liền bị vụt tắt bởi thái độ cợt nhã dê sùng của Lưu Tô đây. Và nhờ đó anh cũng được hệ thống cộng thêm một điểm hoàn khố nhanh như cơn gió. Ngay lúc anh đang tỏ rõ ý định muốn tìm gặp các chủ của cô ta, từ đằng xa kia đi đến là Lý Tư Thuần. Lý gia thiếu gia với bộ dáng huênh hoang kênh kiệu không xem ai ra gì, trông thấy anh ở nơi này lập tức buông lời mỉa mai châm chọc. Hắn ta trừng mắt, khinh bỉ anh dùng nhiều linh dược đi chăng nữa thì cũng không làm gì được, chỉ tổ phí thời gian, hai tên đồ đệ đằng sau như chó hùa mà cười ha hả không dứt khiến Lưu Tô điên tiết. Bóp một phát, một quyền cật lực của Lưu Tô đã hạ cánh an toàn trên mặt hắn, tốc độc và lực đạo sóng đôi kết hợp thành công khiến hắn nằm bẹp lăn quay bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Lâm Khinh Vũ choáng váng không thôi, cô sửng sốt không ngờ đến Lưu Tô đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào. Lưu Tô lại quay trở lại dáng vẻ sức sược mà trêu ghẹo Khinh Vũ khiến cô bực bội, hư giọng muốn biết lý do anh đến tìm các chủ của cô là gì. Lưu Tô lấy từ trong túi ra một viên tứ phẩm chí tôn đan, lập tức cô ta thẳng thốt mắt chữ A mồm chữ A, hai đồng tử mở to không khép lại được. Hoa văn được chạm trổ tinh tế, từng đường nét, màu sắc và cả kích thước này, đúng thật là chí tôn cấp rồi. Thái độ cô ta quay ngoắt 180 độ, cung kính cúi đầu trước Lưu Tô mà nhận hết mọi lỗi lầm, xin anh đợi cô một lát. Hệ thống khẽ khẽ thông báo chúc mừng Lưu Tô đã làm màu thành công, lại giành được một điểm hoàn khố nữa, mặt mũi anh vinh váo không thôi. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, Lưu Tô cất bước vào bên trong cửa hiệu, dự định muốn đi xem có đan dược nào dùng được không. Anh đến trước quầy hàng khẽ hỏi về tứ phẩm nhiên nguyên dịch, gã bán hàng cho biết thứ tứ phẩm nhiên nguyên dịch anh đang tìm kiếm này. Cho dù đi khắp Quy Nguyên Thành cũng không có nổi, giá cả lại đắt đỏ phải 100 vạn lượng trở lên. Lưu Tô nghe vậy giật bắn người, đắt đến như vậy sao? Anh chợt cảm thấy nghề luyện dược sư này đúng là hái ra tiền mà, không học quả là uổng phí. Nói đoạn, Lưu Tô khẽ quay sang Tiểu Hoàn đề nghị cô giúp anh đổi luyện dược sư mật tịch. Lời chưa nói dứt câu đã bị tiểu hệ thống này vỗ đôm đốp vào mặt. Có mỗi một điểm hoàn khố đáng thương mà cũng đòi hỏi thế à, đúng thật không gì có thể qua mặt được hệ thống mà. Khinh Vũ từ bên trong đi ra, thông báo cho anh biết Linh Bảo Các chủ hiện tại đang giảng kiến thức về đan đạo nên không tiện gặp mặt, khẽ xin anh chờ đợi một lát. Anh không đợi Khinh Vũ nói hết câu, áp sát cả người về phía cô khiến cô ta đỏ bừng mặt, lại thêm một điểm hoàn khố nữa được cộng. Nói đoạn liền lướt qua cô mà đi thẳng tắp lên cầu thang, nóng vội hòng gặp các chủ ngay bây giờ khiến cô ta vô cùng bối rối. Lưu Tô không nói không rằng tiến vào mở rầm cửa, bên trong là hàng chục người đang tổ chức lễ luyện đan, hương lễ được bày biện đầy trang trọng quy củ cùng với vô số người tham gia. Linh Hạo Linh Bảo các chủ, nhị phẩm luyện dược sư trông thấy anh sỗ sàng tiến vào bất lịch sự đến vậy thì điên tiết vô cùng. Cùng lúc đó hệ thống lúc này trước thái độ ngông nghênh của Lưu Tô đây, tức khắc phát động phần thưởng cho anh khi hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới chính là hệ thống nhận biết Linh Thảo. Khinh Vũ vội vã chạy đến bên Linh Hạo, khẽ thì thầm cho hắn ta biết anh đây chính là người mà cô vừa nói với hắn,
cho biết trong tay anh có một viên Thiên Long Ngưng Nguyên Đan vô cùng lợi hại. Linh Hạo hừ giọng, khinh miệt anh có Thiên Long Ngưng Nguyên thì đã sao kia chứ, miệng lưỡi độc địa mà mỉa mai anh đúng thật là cái đồ không biết lễ tiết. Lưu Tô lúc này đây vẫn còn thẫn thờ về thông báo ban nãy của hệ thống, băn khoăn vừa rồi chính là nhiệm vụ ẩn giấu ư? Từ trong đầu vang lên không ngừng các công thức luyện tinh chế mà được hệ thống bí mật chỉ bảo vọng ẩn trong đầu. Trước sự trợ giúp mách nước từ hệ thống trong trí não, Lưu Tô hả hê liền buông lời khích tướng hắn ta khiến hắn điên máu lập tức kích động. Khiêu khích anh có biết thế nào là luyện đan hay không, bộ dạng đầy ngông cuồng. Lưu Tô không nói nhiều nữa, với ánh sao trên bầu trời và sự chỉ dẫn từ trong tim, anh nhanh nhẹn thu thập phân tích dữ liệu. Thoáng cái đã bốc được các loại dược liệu phù hợp với số lượng chính xác, thẳng tay cho vào lò đun trước sự sửng sốt của hắn ta. Nói đoạn, anh quay lưng lạnh lùng rời đi, hệ thống lại tinh tinh lần nữa, cộng thêm cho anh 5 điểm hoàn khố vì làm màu thành công. Từ trong nồi khẽ bốc lên luồng khí tức cùng sắc độ lóe sáng khiến Linh Hạo đầy kinh diễm, Lưu Tô thế mà lại làm được thành công làm hắn mở mang tầm mắt. Hắn ta quay ngoắt thái độ, quay sang cung kính cung cút nịnh nọt Lưu Tô không ngớt lời, cảm thấy anh đúng là kỳ tài đan đạo mà xin anh từ sau này nhất định phải đến đây thường xuyên. Bây giờ Lưu Tô mới nói ra chuyện của bản thân cần phải giải quyết. Cho biết muốn đấu giá viên Nguyên Thiên Long Ngưng Nguyên Thạch Chí Tôn cấp này đổi lấy một viên giải độc đan có thể áp chế ma tâm huyết trùng độc. Linh Hạo toát mồ hôi, thấp giọng cho hay bản thân chưa từng nghe qua ma tâm huyết trùng độc, cần phải thỉnh giáo các chủ của hắn thì mới có thể giải quyết, khẽ gọi Lưu Tô đi theo hắn. Trước mặt anh lúc này chính là Linh Sơn Nhạc Linh Bảo các chủ với bộ dáng già khọng gầy gò đầy nếp nhăn. Nghe anh nhắc đến ma tâm huyết trùng độc, lão khẽ cho biết đó chính là thứ độc nhất trong thiên hạ ngũ đại kịch độc. Chỉ có thiên địa thần hỏa của luyện dược sư mới có thể phá giải được nó. Hỏa diễm là căn cơ của luyện dược sư, chia thành 4 cấp bậc chính là thiên địa huyền hoàng. Thiên địa thần hỏa chính là cấp độ cao nhất của hỏa diễm và phần lớn người nhận được đều là luyện dược sư trên lục phẩm. Lão ta tiếc nuối nhớ lại, năm đó nếu không phải cha anh là Hứa Anh Kiệt ra tay tương trợ, thì Linh Sơn Nhạc lão ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Chỉ có điều lão của hiện tại đã mất hết tu vi, dị khí cũng bị phong ấn, thực sự là chịu bó tay. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lưu Tô, Linh Sơn cho biết vẫn còn có cách, ở đây lão có một bản phương pháp luyện đơn. Nếu như anh đi Vạn Huyền vực tìm được một vị luyện dược sư tên Thẩm Đan Phong thì cô ấy có thể giúp anh luyện ra giải dược. Lưu Tô cung kính cảm ơn, lòng rối bời mà thầm cảm thấy rơi vương hắc ám phần lớn sẽ hành động vào mấy ngày này, lúc này mà đi Vạn Huyền vực thì sẽ không kịp mất. Xoẹt một cái, hệ thống khẽ thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, mở khóa được phó chức luyện dược sư. Phần thưởng chính là một pho tượng hỏa diễm được thêm vào cực đạo chức nghiệp. Lưu Tô đã đạt được được đạo vô nghiệp hỏa, luồng tử khí từ hệ thống xoèn xoẹt phát ra khiến anh bất ngờ đầy thảng thốt. Hệ thống giải thích thêm, cho hay hỏa diễm của anh không thuộc về tam giới mà là thần hỏa do hoàn khố hệ thống tạo ra, ở Vạn Cương Đại Lục chính là độc nhất vô nhị. Lưu Tô mừng rỡ hét lớn, cuối cùng thì anh cũng sắp thành luyện dược sư cao cấp rồi, mừng ơi là mừng. Mãi mê ăn mừng, anh quên mất mình đang ở cùng Linh Sơn Nhạc. Trước ánh mắt cổ quái của lão ta nhìn chằm chằm anh khiến Lưu Tô ngượng nghịu xấu hổ, gãi đầu gãi tai xin phép cáo từ. Trong một đêm khuya đầy mây, ánh trăng chiếu tỏa lờ mờ tại Hứa gia, tên rơi vương hắc ám kia như một tia chớp rình rập bất ngờ úp sọt, lao như cơn gió xuống mái nhà, nụ cười đầy gian manh vô cùng vênh váo. Lưu Tô đã sớm chuẩn bị từ trước, nghe tiếng động lập tức bật tung cửa đón ông ta, nét mặt tràn đầy tự tin. Ông ta lao về phía Lưu Tô với tốc độ bàn thờ vùn vụt, Lưu Tô liền triển khai thuật pháp. Cả cơ thể trong chốc lát đã bao trùm linh khí cùng đao kiếm sắt, vút bay về phía ông ta cùng chiêu Triệu Tử Long Thất Tiến Thương Hồn Ý, cả hai rầm rầm lao vào nhau. Hai luồng sức mạnh ồ ạt luân chuyển ăn nhập, nhưng với tốc độ như cơn gió của lão, Lưu Tô nhanh chóng thất thế bị đẩy ra ngoài. Anh tức tối, khuôn miệng dính đầy máu tươi mà chợt nhận ra ông ta khó đối phó hơn anh nghĩ nhiều. Ông ta trước sự thất bại của Lưu Tô thì vô cùng khoái chí, khoang tay cười ha hả đầy thỏa mãn. Ngay tức thì, từ dưới chân ông ta bùng lên một ngọn lửa cực kỳ dữ dội mà cháy dần rực không ngớt, phát hiện ra đây chính là Kim Ô Liệt Dương trận khiến ông ta hốt hoảng không thôi. Từ đằng xa kia lừng lững xuất hiện là Hứa Thương Sơn với bộ giáp khá là cháy bao bọc xung quanh, khắp nơi quanh người lão ta đều là ngọn lửa đỏ hừng hực đang thiêu đốt không ngừng. Kim Ô Liệt Dương trận mà lão Hứa Thương Sơn đang bày ra đây chính là chiêu bài của lão, có khả năng tăng gấp đôi sức mạnh thuộc tính viêm của người sử dụng. Một khi bị vây ở giữa thì chỉ có thể đánh người thi pháp mới có thể thoát ra được trận pháp này. Tên rơi vương kia toàn thân nổi gai sừng cộ, hiện nguyên hình dáng một con rơi khổng lồ ma mị, mạnh mẽ tung chiêu đầy hiểm độc. Hứa Thương Sơn cũng không vừa, thủ pháp đầy mình liên tiếp tiếp chiêu, khả năng phòng thủ trước cơn mưa bom bão đạn này vô cùng linh hoạt tự tin. Lưu Tô mừng rỡ, cảm thấy ông nội anh quả không hổ là đương kim tướng quân, cho dù đã lui về ở ẩn thì vẫn đã quá quen với việc chiến đấu rồi. Tên kia biết rằng không thể để tình hình áp đảo như vậy được nữa, không muốn bỏ qua dễ dàng lập tức tung cánh,
ầm ầm dữ dội cất chiêu ám ảnh phong tồn. Cả cơ thể biến hóa ra thành nhiều dị bản khác nhau mà đều chung mục tiêu là lao về Hứa Thương Sơn đang bị mắc lại ở chính giữa. Lão cố gắng chống cự nhưng cái nguồn lực hắn tấn công liên tiếp kia quá sức mạnh mẽ khiến lão ta toát mồ hôi hột. Ra là kế hoạch của tên kia từ đầu đã nhằm công kích vào Thái Đao khiến lão không thể ngờ đến. Rơi Vương kia vẫn không thu nhỏ lực đạo, đương lao đến vào lão ta, hai bên tay dần rực khí lực thì bỗng phụt một phát. Ông ta đã bị Lưu Tô đột kích từ đằng sau, một nhát kiếm mạnh mẽ đâm xuyên cánh. Trông thấy anh, Hứa Thương Sơn vội vã gọi anh mau chóng rời đi, khẳng định xương cốt lão vẫn có thể chống đỡ được. Lưu Tô cau mày, cho biết bản thân không yếu đến mức cần một lão già như lão đến chặn hậu. Ung ung một phát bắn thiên địa dị hỏa về phía Rơi Vương khiến hắn mất cảnh giác mà chới với vào bên trong, nguồn lửa xanh phùn phụt bốc hỏa. Bỗng nhiên, ông ta như lấy lại được khí thế bất chợt, hùng dũng lấy từ trong người ra chai thiên nhiên dịch nốc ừng ực, hòng uống xong sẽ nâng cao tu vi mà xử lý bọn họ. Nhưng ảo thật đấy, ông ta hốt hoảng, uống đến vậy rồi mà cơ thể vẫn chưa có chút dục dịch biến chuyển gì cả. Lưu Tô cười khà khà, cho biết bên trong đó chỉ chứa nước tiểu của anh thôi khiến ông ta điên cả máu, thề hôm nay sẽ bóp nát từng đoạn gân cốt của anh, ánh mắt đầy căm hận. Ông ta vận hết sức mình khai mở âm bức huyết mạch. Thị huyết rực bức ầm ầm tỏa ra dữ dội trên bầu trời đêm kia khiến Lưu Tô không khỏi há hốc mồm khi lần đầu được chứng kiến tu vi của huyết nhiên cảnh chân chính. Có thể đốt cháy huyết mạch đến cực điểm để hóa thành chân nguyên. Ông ta vặn người biến thành con rơi tinh mạnh mẽ lao đến tấn công anh. Lưu Tô hốt hoảng bèn khai triển quỷ ảnh cực thiên bộ tung lực tứ phía lao đến phản kích nhưng vô ích. Ông ta với móng vuốt nhọn hoan hoắt, một phát một dùng lực ở tay đập thẳng Lưu Tô vào bên trong tòa nhà trước mắt. Từ trong kẽ hở bỗng ánh lên một luồng sáng le lói khiến ông ta vô cùng sửng sờ. Lưu Tô từ bên trong tung lên quật khởi, phùng phực khí thế phản công. Lưu Tôn sau khi được hấp thụ nguyên khí chân chính từ nhiên nguyên dịch thực thụ, toàn thân như tràn trề sức lực trai trẻ mà bừng bừng sức sống, tràn ngập sức mạnh. Tên Rơi Vương kia bị anh cướp đi luồng sức mạnh mà ông ta vốn đã ham muốn từ lâu liền điên tiết thẳng cánh lao cái thân đen trùng trục về phía anh, không ngớt lời chửi rủa. Lưu Tôn cùng cây giáo khí sắt nhọn, với tuyệt chiêu phi long quán nhật mà thọt nguyên mũi giáo vào bụng ông với một tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Máu từ bụng ông ta phun ra ào ạt như mưa nguồn suối lũ, thấm ướt cả bộ lông đen xì rồi đọng lại quặn đen quặn đỏ nằm phếch dài trên cơ thể sớm đã gục xuống sàn lạnh toát từ lâu của tên Rơi Vương độc ác. Hệ thống reo lên chúc mừng Lưu Tôn đã giết chết được Rơi Vương hắc ám, phần thưởng chính là 30 điểm giá trị hoàn khố, số điểm này khiến anh vô cùng hài lòng. Hứa Thương Sơn cực kỳ hài lòng về anh liền không ngớt lời khen ngợi. Lưu Tôn ngại ngùng gãi đầu gãi tai khiêm tốn, bèn bàn tính với lão không bằng đem thi thể của tên Rơi già này gửi đến tiêu phủ cho cả lò nhà ông ta biết bọn anh không dễ chọc đến như vậy. Lão ta nghe vậy cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Trước lúc đó, lão cho gọi anh mau chóng truyền chân nguyên thần niệm vào cái túi càn khôn buộc bên cơ thể sớm đã hồn tiêu phách tán của ông ta, xem bên trong có những gì. Lưu Tôn làm theo, lập tức liền gieo hò mừng rỡ, không ngờ bên trong lại chứa rất nhiều đan dược, linh bảo, bạc nguyên chất cũng phải lên đến 100 vạn lượng. Duy chỉ có một vật trên tay anh dù có dùng chân nguyên cũng không tài nào mở được. Bên trong dường như có thần niệm ngăn cản anh đến gần vậy, điều này khiến Lưu Tôn vô cùng tò mò không tài nào hiểu nổi. Hứa Thương Sơn lại gần, bàng hoàng nhận ra thứ anh nói đến chính là tu di giới, là thứ mà chỉ có thần niệm sư có thần niệm cường đại mới có thể tạo được ra. Bên trong nó đều phong ấn tuyệt học cả đời của niệm sư, thậm chí còn có cả manh mối về tuyệt thế thần binh nữa. Duy chỉ có điều, Hứa Thương Binh bỗng thở dài ngao ngán, cho biết thứ này chỉ có niệm sư đạt trình độ cao nhất mới có thể giải khai được. Trước mắt chỉ đành để anh giữ tạm hòng tìm cơ hội sau này có thể mở ra. Lưu Tôn chán trường cất nó vào bên trong, chỉ đành còn cách làm vậy thôi. Ở Tiêu gia lúc này, đám bọn chúng đang mở tiệc ăn uống tụ tập ê hề, hoanh hoang cạn chén ảo tưởng hôm nay chính là ngày giỗ của hai ông cháu Lưu Tôn mà vui mừng khôn xiết. Nét mặt tên nào tên ấy cũng rạng rỡ chờ mong quy nguyên thành chính sau này là thiên hạ của chúng. Cảm thấy tất cả đều là công lao của Tiêu Bình Hào mà không ngừng lời tán dương. Dầm một phát, tên gia nhân từ bên ngoài chạy hớt hải vào thông báo ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cỗ thi thể khiến chúng tắt hẳn nụ cười, không tin được vào tai. Tất cả nhanh chóng tụ tập kín sân, nhận ra cỗ thi thể này chính là Dực Vương đại nhân thì xì xào bàn tán rầm rộ không thể tin nổi. Một người lợi hại như ông ta bây giờ biến thành nông nổi này quả xấu hổ mà. Như Yên phát hiện ra có một mảnh giấy nằm trên xác ông ta, nhận thấy bên trong toàn là những lời khiêu khích mỉa mai của Lưu Tôn thì vô cùng tức tối. Cha cô ta ba máu sáu cơn, liền lớn giọng cho gọi truyền lệnh xuống Huyết Lang Đồ, thông báo về việc Dực Vương đại nhân đã bị Hứa ra giết hại. Khiêu khích cho dù Tiêu phủ nguyện hiến vô số chân bảo, khuyên tấn hết thảy, nhất định hắn cũng phải có được đầu của hai ông cháu Lưu Tôn. Cảm ơn vì đã làm Tiêu Bình Hầu mất mặt, Lưu Tôn lại được cộng thêm 5 điểm giá trị hoàn khố. Trời chuyển đêm khuya, ở Hứa gia hiện tại, Lưu Tôn nằm sải lai trên ghế,
lười biếng cất giọng muốn Tiểu Hoàn cho biết hiện anh đã được bao nhiêu điểm giá trị hoàn khố rồi. Trông thấy trên màn hình mới chỉ tích lũy được 40 điểm giá trị, Lưu Tôn chán nản thở dài, thế này thì còn lâu lắm mới đủ. Cảm thấy chẳng lẽ không còn cách nào vừa nâng cao tu vi lại vừa có thể gia tăng giá trị hoàn khố hay sao? Tiểu Hoàn nhẹ mách nước anh biết, dãy núi Lang Phong cách Quy Lai Thành 800 dặm không xa đây có rất nhiều linh thú, giết linh thú chính là cách tốt nhất rồi. Lưu Tôn nghe vậy hào hứng không thôi, quyết định ngày mai sẽ khởi hành, lòng tràn đầy tự tin ngạo nghễ. Thoáng chốc anh đã đến được dãy núi Lang Phong hoang vu sương khói mờ nhân ảnh. Trước mặt anh lúc này đây là một con báo hoa có bộ lông trắng như phao chạm trổ, là mãnh thú nhất giai cửu phẩm, chỉ cần anh đánh chết nó là sẽ có được linh thú. Lưu Tôn cười xòa, đầy hào hứng mà không ngờ vừa mới bước vào đã đụng ngay mãnh thú cao cấp vậy rồi, quả đúng là phong phú mà. Chẳng đợi thêm lâu, con báo hoa vừa cất móng lao về phía anh, mũi giáo nhọn hoắt bén ngót đã đâm xuyên vỏ não mà bắn máu nhảy nhụa tung tóe khắp cả một vùng. Hệ thống tinh tinh chúc mừng anh đã thành công đánh chết nó, phần thưởng là 10 điểm giá trị hoàn khố nhanh như tia chớp. Ngay thời khắc anh chuẩn bị thu phục luồng linh thú của con báo, Phùng Na tới từ Hàn Tông Võ Phủ quận Thiên Nguyên. Tu vi tầng một võ hồn cảnh không biết từ đâu đột nhiên ảo đến danh mãnh mà cướp lấy đầy đê tiện, động tác không chút thừa thãi. Lưu Tôn tức tối chưa kịp phản ứng thì cô ta đã biến đi mất. Xa xa sau lưng còn vang vọng tiếng chửi mắng của kẻ khác chung cảnh ngộ với Lưu Tôn khiến anh cảm thấy cô ả này gây chuyện với không ít người như vậy, quả là thú vị. Bỗng thứ đồ vật đằng sau lưng tên kia trông vô cùng kỳ lạ làm anh không tránh khỏi tò mò, vội vàng bay theo hỏi thăm. Hắn ta là Vân Thiên Ưng cao thủ ngoại tông của Thiên Võ Phủ, võ hồn cảnh tầng 6 thiên. Nghe anh hỏi đương tự hào giải thích đây chính là thần binh của hắn, tên là Xích Dực Lưu Kim Thang. Thứ này có sức mạnh cấp ngũ phẩm chí tôn đủ để so sánh với cường giả võ hồn cảnh tầng 5 thiên, vô cùng hùng mạnh. Lưu Tôn nghe vậy khẽ ngớ người, nhận thấy hắn ta còn nhỏ tuổi mà đã có thể đạt đến võ hồn cảnh tầng 6, e là tương đối lợi hại rồi đây. Nghe anh hỏi han, Thiên Ưng phẫn nộ tức tối phân trần lý do hắn đuổi theo cô ả Phùng Na là vì bị ả xúc phạm sỉ nhục. Hỏi thăm nhẹ nhàng tổ tiên hắn khiến hắn sôi cả người, quyết phải dạy dỗ lại ả bằng mọi cách. Lưu Tôn khẽ phân trần, cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, thế mà hắn lại cứ bé xé ra to như thế thật không hay tẹo nào. Mà Thiên Ưng lúc này đây đang nhìn chằm chằm Lưu Tôn không rời mắt, cái khí tức từ anh toát ra khiến hắn rợn ngợp. Không hiểu được anh đang dùng thân pháp quỷ gì mà lại có thể huyền diệu khí chất đến được như vậy. Sau một hồi rượt bắt trốn tìm, Lưu Tôn cùng Phùng Na lại đương một màn quyết đấu ầm ầm sức mạnh, linh khí bắn ra liên tục từ hai phía. Trông thấy tuyệt kỹ Hàn Tông Cực Kiếm Quyết, Lục Lưu Trảm Thiên của ả đã bị anh phản công lại, cô ta hốt hoảng, đương tìm cách chạy trốn liền bị cả hai đầu Lưu Tôn lẫn Thiên Ưng chặn đứng. Ngay thời khắc sinh tử này, Phùng Na cáo già lập tức tung ra một làn bụi trắng mờ mịt có kèm khí độc khiến cả hai người các anh phải nhăn mặt mà đau đớn khôn nguôi. Cô ta nhân cơ hội này liền chạy đi mất dép, không quên quay lưng chế giễu cả hai, bộ dáng cực kỳ gợi đòn. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu và Lưu Tôn cũng không phải ngoại lệ, thoáng chốc đã mang cái thân thể bừng bừng khí tức kia chặn ngang trước mặt Phùng Na khiến cô ta hốt hoảng không thôi. Nghe thấy anh hùng hùng hổ hổ muốn đòi lại thú hồn mà cô vừa lấy cắp, cô ta vờ vịt giả vờ không biết gì, tỏ vẻ yếu đuối mà cho hay vừa rồi chạy nhanh quá, không cẩn thận đã làm rơi mất tiêu. Nhân lúc Lưu Tôn mất tập trung, cô ta nhanh như cắt ảo một phát vung kiếm khí về phía anh, may mà Lưu Tôn cảnh giác nên đã né kịp một đòn, cứu nguy được một mạng. Anh giật bắn mình hét lớn, Phùng Na ngay lúc này mà lộ ra được bộ mặt thật, cười mỉa mai có lời khen đến Lưu Tôn đã giết chết được báo hoa, xem như cũng có chút thực lực. À ta lạnh giọng, cho hay muốn dĩ muốn bỏ qua cho anh, nhưng anh lại không biết điều mà đuổi cùng giết tận như vậy, bèn không thể để anh toàn mạng sống sót rời khỏi đây. Nói đoạn, cô ta cho gọi đồng bọn của mình chui ra trợ thủ, hai cô nàng một xanh một vàng kia từ trong bụi rậm khẽ xuất đầu lộ diện. Vừa nhìn chăm chăm Lưu Tôn vừa buông lời giễu cợt miệt thị khiến anh cực kỳ khó chịu. Không đợi đến lúc cả ba tam kiếm hợp bích, Lưu Tôn lao đến Phùng Na tát cái bét vào mặt cô, hai cô ả còn lại thì đành giao cho Thiên Ưng xử lý vậy. Đúng là da con gái mặt hoa da phấn, Lưu Tôn vừa chạm vào mặt cô, máu dê lại nổi lên mà nhận thấy đúng là mềm mịn thật mà, anh lại lạc chủ đề mất rồi. Thiên Ưng nhận lệnh, không biết thương hoa tiếc ngọc mà phi hết công lực bắn đầy linh khí vào hai cô nàng khiến chúng đau đớn la hét không ngừng. Thoáng cái đã nằm bẹp dí dưới nền đất, quả thực gái sớm thường hay chết yểu. Hệ thống lại reo lên, lại cộng thêm 10 điểm hoàn khố cho Lưu Tôn vì đã chế ngự được 3 đệ tử của Hàn Tông Võ Phủ. Cả đám bọn chúng bại trận, thân thể rách dưới tàn tạ đến thảm hại, nước mắt ngắn dài quỳ dạp dưới đất mà không ngớt lời van xin Lưu Tôn bỏ qua lần này. Thiên Ưng nghe thấy vậy, vô cùng thắc mắc chúng vốn đã biết rõ sự lợi hại của anh rồi, thế mà vì sao lại trăm phương ngàn kế muốn dẫn anh đến đây. Phùng Na hai mắt sụt sùi ngấn nước, cho hay chúng là bị Lãnh Hàn Như sư huynh chỉ thị. Hắn ta ở Thiên Lang Cốc phát hiện ra một bảo địa thí luyện,
nghe nói bên trong có chôn giấu linh bảo lục phẩm, nhận ra Thiên Ưng đến nên sai bọn cô đi dẫn dụ. Thiên Ưng nghe vậy thì điên cả người, giọng nói vẫn trầm sảng vang đều mắng chửi chúng, làm Lưu Tôn có chút chú ý, cảm thấy người trước mặt anh đây thật đúng là một nam nhân cứng rắn. Hai cô nàng một xanh một vàng kia chưa chịu câm mồm mà ngồi bẹp trên đất khóc lóc thảm thiết, hèn hạ ôm chặt lấy chân Thiên Ưng nhằm xin xỏ thu nhận chúng làm đệ tử. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thiên Ưng đã nổi giận đùng đùng, nổi sùng lên sách giáo rượt đuổi khiến chúng sợ hãi cong đít chạy te te như vịt. Lưu Tôn nhìn hắn đầy ái ngại, hắn ta vẫn chưa nuốt nổi cục tức đang căng cứng nơi cuống họng, tức điên lên được, cư nhiên lại bị cái tên lãnh hàn như kia gài một đường vô lý. Nghe thấy Lưu Tôn thắc mắc muốn biết cái thí luyện bảo địa này là như thế này, Thiên Ưng cho hay mấy ngày nay, Thiên Lang cốc khí đen ngút trời, uy lực chấn động cả núi rừng, sư bá hắn nghe nói nơi này có linh bảo nên gọi hắn đến thử vận khí xem sao. Lưu Tôn cười khẩy, hắn ta dễ dàng nhả ra như vậy lẽ nào lại không sợ anh đoạt mất linh bảo của hắn hay sao kia chứ, đúng là tin người vừa cờ lờ rồi. Thiên Ưng vẫn cười ha hả ruột để ngoài ra, cho hay hắn tuy rằng ưa thích báu vật nhưng sẽ không vì những chuyện như này mà lòng dạ hẹp hòi. Hắn muốn chỉ cần mọi người đều cạnh tranh công bằng, nếu có năng lực thì linh bảo sẽ tự nhiên chui vào túi hắn thôi, không phải sợ. Lưu Tôn nghe thấy được cái chí khí nam tử hán oai phong sòng phẳng kia của Thiên Ưng thì vô cùng hài lòng, lập tức đồng ý cùng hắn lên đường, anh muốn xem thử bản lĩnh của đệ tử xuất sắc tại Thiên Võ phủ lớn bao nhiêu. Cả hai cùng nhau song hành vút bay trên bầu trời lộng gió cao hun hút. Thiên Ưng nhận thấy cái vũ khí Lưu Tôn đang cầm trên tay vô cùng tò mò muốn biết nó là gì. Anh cười đầy bí ẩn không nói gì, mờ ám mà cho hay hắn sẽ biết được sớm thôi. Cả hai cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến, một hang động tối mù sâu tít tắt không thấy đáy, như một cánh cổng địa ngục mở ra đen ngòm nuốt chửng trước mắt cả hai. Luồng khí tức từ nơi sâu tận đáy kia khe khẽ phát ra đầy rợn ngợp, hệ thống nhận thấy nguy hiểm khẽ phát ra thông báo mà cập nhật tự động phân biệt khí tức, cho biết chúng phát ra từ nước miếng của kim dịch huyễn linh bảo lục phẩm. Trong động còn có hỏa lân TT yêu vương trông coi, yêu thú không thể tiến vào bên trong bảo động. Ở bên trong động lúc này, một cảnh tượng vô cùng huyên náo đang diễn ra. Tiêu Thiên Lan, huynh trưởng của Tiêu Như Yên, võ hồn cảnh tầng 4 cùng Lãnh Hàn Như, đệ tử Hàn Tông võ phủ, võ hồn cảnh tầng 2 đang song kiếm hợp bích mà tàn nhẫn tung từng đòn khí sát tà đè nặng lên cơ thể con hung thú khiến nó kêu gào thảm thiết, cơ thể rách bươm thành từng mảnh mà sinh ra oán hận vô cùng thê lương. Lãnh Hàn Như không mảy may quan tâm sự thống khổ của nó, tiến lên thẳng tay tung một đường kiếm quyết định rạch đứt cái thân thể tàn tạ kịch quệ của con quái thú làm nó gục xuống ngay tức khắc. Lãnh Hàn Như hắn ta đương dự định chia đôi yêu hạch chân quý của con hỏa lân tê này, Thiên Lan vô cùng hào phóng mà muốn nhường hết cho hắn ta, tỏ ý không cần đến. Bỗng nhiên lúc này đây, từ bên ngoài vang dội tiếng động ầm ĩ rung chuyển cả đất trời xung quanh, đất đá bụi bay mù mịt tá là khiến bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Bên ngoài kia, từng đàn hung thú lũ lượt rầm rập kéo nhau di chuyển, cây cối như nghiêng ngã, trời đất như nổ tung theo từng bước bọn chúng di chuyển. Thiên Ưng đầy sợ hãi vội thông báo cho Lưu Tôn thấy dường như tất cả yêu thú ở nơi này đang vội vàng không yên, hình như đều đang hướng đến vị trí của cả hai đang đứng. Lưu Tôn cười tươi, vung tay cho hai thứ anh vừa giải ra chính là huyết cốt tán. Vốn là dược liệu tứ phẩm cai cấp dùng xương máu của nhiều loại linh thú mài mà ra, tất nhiên sẽ có sức hấp dẫn lớn đối với linh thú rồi. Thiên Ưng nghe vậy tím cả mặt, không hiểu nổi mục đích của anh làm như vậy là để làm gì, đương vô cùng ngạc nhiên liền nghe Lưu Tôn khẽ ra hiệu mau chóng trốn đi, cho hay có người đang đến. Từ trong hang đá rầm rầm chui ra kia chính là Tiêu Thiên Lan cùng Lãnh Hàn Như ùa ra như ong vỡ tổ. Lưu Tôn nhận thấy được tên Tiêu Thiên Lan thì cực kỳ bất ngờ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ngay cả việc Tiêu gia tính toán chiếm đoạt Tề Vân lệnh cũng có một phần của hắn ta chứ đâu. Thiên Ưng trông thấy Lãnh Hàn Như cũng liền kích động không thôi, Lưu Tôn bèn kìm hắn lại, anh cảm thấy trước hết cứ để mấy con linh thú đi thử bản lĩnh của bọn chúng trước đã. Bọn chúng bị đám thú triều hung bạo vây quanh thành từng đàn liền vô cùng hốt hoảng khiếp sợ. Tên Lãnh Hàn Như trong lúc chạy trốn đã bị thương ở vai, giờ đây máu không ngừng đổ xuống ròng ròng khiến hắn chỉ đành kêu gào thảm thiết. Tiêu Thiên Lan sợ tái mặt, mặc kệ những lời van nài của tên kia mà chợt cảm thấy chỗ này không thể nào ở lại lâu được, vẫn cứ là kim dịch huyễn linh tiên quan trọng hơn rất nhiều. Hắn toan bỏ trốn, một con hung thú gấu trắng lập tức chặn đường, gầm gừ đầy dữ tợn nhận thấy hắn ta vừa giết chết Tê Yêu Vương lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng mất kim dịch huyễn linh tiên. Nhe hàm nanh nhọn như gươm như thép thể sẽ khiến hắn ta không còn thi cốt nữa. Thiên Ưng như được khai sáng, thì ra lý do Lưu Tôn giải huyết cốt tán chính là anh muốn thử xem uy lực của thú triều. Từ đó cố gắng khổ luyện võ đạo của bản thân, một ngày nào đó sẽ học được cách dung một phá vạn, quả là hảo kế sách. Cái tên này cứ oan oan cái mồm làm Lưu Tôn bực bội, lập tức chặn họng hắn liền. Hai tên kia sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng đã giải quyết sạch sẽ đám thú triều. Tiêu Thiên Lan đầy nhanh nhạy khẽ nhận thấy lôi triều vốn không có khả năng dễ dàng bộc phát đến thế. Tin chắc rằng có người đang muốn chiếm đoạt kim dịch huyễn linh tiên,
hơn nữa còn đang trốn trong bóng tối, cố ý không cho chúng thoát thân. Nghĩ là làm, để giải thích cho những nghi hoặc đang nhấp nhỏm trong đầu, Tiêu Thiên Lan bèn tung chiêu thức tỉnh ám ảnh. Tà khí từ đó phát ra đầy bao trùm khiến Lưu Tôn lẫn Thiên Ưng núp đằng sau đều nhận thấy không ổn, nhanh chóng vội rút lui. Luồng tà khí kia đã soi đường dẫn lối cho Tiêu Thiên Lan thức tỉnh tâm thức, để rồi trong một thoáng, hắn bất ngờ nhận thấy được Kim Dịch Huyễn Linh Tiên đang khoe sắc tỏa cành lấp lánh quyến rũ nơi cuối hang động, vội vã lao đến đó nhanh như một cơn gió. Lưu Tôn cùng Thiên Ưng vì để tránh tà lực của Tiêu Thiên Lan mà ẩn thân núp nơi mồm xác con quái thú. Trong khi tên Thiên Ưng máu chiến chỉ muốn trực tiếp lao lên đánh chúng thì Lưu Tôn lại ham sống sợ chết, cảm thấy cứ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi mới gọi là sướng mê tơi. Cả hai trông thấy tình hình có vẻ ổn rồi, thè thẹ chui ra bên ngoài, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc chính là chúng cũng đã tìm được tâm tích của mật bảo rồi. Một khó khăn nữa lại vẽ ra trước mắt cả hai, xung quanh cả hai giờ đây không biết từ lúc nào mà bị bao vây chật cứng bởi đám quái thú đủ chủng loại. Muôn hình vạn trạng nhưng đều giao nhau ở một điểm chung là vô cùng dữ tợn. Lưu Tôn bật cười, con mồi dâng lên tận miệng thế này thì anh cũng không khách sáo nữa. Nói đoạn, Lưu Tôn cầm vũ khí lên tung cật lực khắp trời, đám bọn chúng bị luồng khí tức đàn áp cắt vào từng khối da thịt, đau đớn ngã quỵ trên mặt đất. Lưu Tôn vui vẻ vừa chiêm ngưỡng thành quả, vừa nghe hệ thống tinh tinh cộng điểm liên tục không ngơi tay. Thiên Ưng bên này cũng không vừa, một chấp n con, càng đánh càng hăng cười không ngớt đầy máu chiến khiến Lưu Tôn toát cả mồ hôi. Cảm thấy cái tên này đúng là biến thái thật rồi. Hắn ta đánh vậy còn chưa đã tay, khẽ xin Lưu Tôn thêm ít huyết cốt tán để hắn dụ thêm yêu thú qua. Lưu Tôn nghe xong liền chửi cho một tràng không ngớt. Đúng là rảnh thật mà, giải quyết xong đống này thì vẫn còn vô số nhiệm vụ đang chờ đợi cả hai ở trong động kia kìa. Hai tên kia cuối cùng đã đến được nơi của lục phẩm linh bảo Kim Dịch Huyễn Tiên đang tỏa ra luồng khí mạnh mẽ. Hắn nghe đồn rằng nếu thành công hấp thụ một dòng nước khúc kim dịch là có thể tăng lên hai cảnh giới. Còn nếu như hấp thụ được hết tác dụng của thuốc thì đừng nói là thành Quy Viễn, dù có là đệ tử của phủ Thánh Khôn Vũ thì cũng không thể đánh lại được. Tiêu Thiên Lan biết được lợi ích kinh khủng của thứ bảo quý này mang lại thì dành hết về phần mình. Trầm mặt mà nở nụ cười đầy hắc ám, đôi mắt tràn ngập sự ham muốn mà cảm thấy nếu như hắn có thể hút sạch tác dụng của thuốc. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đột phá đến bát trùng cảnh vũ hồn, sẽ là cường giả không ai sánh bằng ở thành Quy Viễn. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm tay đến. Cái giấc mộng đế vương kia e rằng sẽ phải xếp xó mất thôi bởi có một giọng nói thánh thót vang lên làm Tiêu Thiên Lan giật nảy mình đầy kinh ngạc. Đó còn ai trồng khoai đất này nữa, Lưu Tôn hoàn thành nhiệm vụ chiếm đoạt liền được hệ thống cộng thêm 50 điểm hoàn khố, lúc này đang từ đằng sau cùng thanh bảo kiếm ùn ùn khí tức, mạnh mẽ lao đến. Tiêu Thiên Lan bị Lưu Tôn đánh lén, tức cha trả tức liền nhanh như cắt lấy vũ khí ra đối đầu với anh. Hai nguồn sức mạnh giao tranh kịch liệt. Hòa trộn pha lẫn ỉ ẩm bùng cháy chói rọi công phá cả một vùng mà tung bay cả vạt áo đầy khí thế. Lưu Tôn nhíu mày, đôi mắt trợn trừng đăm chiêu khởi đòn Tử Long Quyền hồn ý. Thanh bảo kiếm dần rực sáng trên tay chẳng mấy chốc đã được phủ kín luồng khí tức tà ma tím thẫm, nhằm ngay Tiêu Thiên Lan mà lao đến không chút ái ngại. Hắn ta bị anh đánh gục, đau đớn thổ huyết ngập ngụa mồm, cây cú nhớ lại rõ ràng cái bóng của hắn vốn thức tỉnh có thể cảm nhận môi trường xung quanh phạm vi năm dặm, thế mà lại vẫn không phát hiện ra được Lưu Tôn. Rốt cuộc anh chính là từ đâu nhảy ra vậy? Hệ thống lại reo lên đầy vui mừng, đề ra nhiệm vụ cho Lưu Tôn chỉ cần có thể treo Tiêu Thiên Lan lên đánh liền sẽ nhận được 5 điểm hệ thống hoàn khố. Hắn ta nằm bẹp ra dưới nền đất nhưng vẫn còn mạnh miệng không kém, bị Lưu Tôn hung hãn đe dọa nhanh chóng cho gọi Lãnh Hàn Như đang co do cúm rúm dưới đất mau chóng lao lên hộ hắn. Lãnh Hàn Như gan thỏ miệng hùng, nhăn mặt thầm nghĩ Lưu Tôn đường đường là cường nhân đỉnh cao võ hồn, hắn mà xông lên thì chỉ có nước chết mà thôi. Chi bằng chơi mánh thối là chiếm đoạt Kim Dịch Hoan Linh Tiên để nâng cấp tu vi, chí ít có thể toàn thân mà chạy. Nhưng hắn ta còn chưa chạm được đến đã bị Thiên Ưng liên tiếp phát hiện ra sơ hở, dồn toàn lực mà thụi hắn liên tục như cái mền rách. Lưu Tôn e dè quan sát, nhận thấy cái tên Thiên Ưng này dùng sức có hơi quá rồi, đúng là thật tàn nhẫn mà. Lãnh Hàn Như run như cầy sấy, cất mắt nhìn lên, đến bây giờ hắn mới nhận ra cái người hung hãn trước mắt đây là Thiên Ưng. Sợ sệt thắc mắc việc linh thú bên ngoài là do Thiên Ưng thu hút đến hay không. Thiên Ưng đầu óc tỷ lệ nghịch với số cơ bắp trên người, khờ không thể tả mà oang oang chỉ điểm cho hay đều là ý của Lưu Tôn khiến anh điên tiết ra hiệu cho hắn ta mau chóng câm mồm. Nói đoạn, anh lạnh lùng chỉ thẳng kiếm vào Tiêu Thiên Lan, hắn ta vẫn vô cùng tự cao tự đại mà cho hay bản thân chính là đại công tử Tiêu gia, đệ nhất thiên tài của Quy Nguyên Thành mà vô cùng tò mò muốn biết Lưu Tôn là ai, có thù gì với Tiêu gia hắn. Này thì nói nhiều này, Lưu Tôn bực bội bép yêu một phát vào mặt hắn đến tìm bầm, cho hay người anh vẫn luôn tìm kiếm chính là hắn. Lưu Tôn chậm chậm cất giọng, đối mặt với hắn cho biết hắn đã làm nhiều việc ác, bách tính Quy Nguyên Thành hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, thế mà vẫn lắm mồm đến thế à. Bất chợt, trong đôi mắt Tiêu Thiên Lan ánh lên tia giảo hoạt, hắn cười ha hả mà tự tin cho rằng Lưu Tôn sẽ không dám đụng nổi đến hắn. Nói đoạn,
Tiêu Thiên Lan từ trong người lấy ra một viên đá truy hồn, có tác dụng xác định tung tích của hung thủ, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm thấy. Hắn ta hả hê quả quyết nếu Lưu Tôn giết hắn, người của Hàn Tôn Võ Phủ sẽ đến tìm anh báo thù. Đầy ngạo nghễ lệnh cho Lưu Tôn quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ hắn sẽ xóa bỏ khí tức của đá truy hồn. Ảo tưởng muốn anh làm chó cho hắn, phế đi tu vi của anh, thật quả là mộng giữa ban ngày. Lưu Tôn cười khẩy, đến cả đá truy hồn mà hắn cũng mang ra được, nhận thấy hắn và cô em gái Tiêu Như Yên của hắn đều độc ác như nhau. Tiêu Thiên Lan giật mình, vô cùng thắc mắc tại sao anh lại có thể hiểu rõ Tiêu gia hắn đến như vậy. Nhưng câu trả lời còn chưa có, Lưu Tôn đã lao đến bục cho một quả vào mặt khiến hắn ta đau đớn khôn xiết, ôm mặt hét lớn đầy tức tối. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy thân hình to lớn cùng những lời nhục mạ của Lưu Tôn đối với hắn. Tiêu Thiên Lan sợ hãi nhớ đến việc bản thân trước đó đã nhận được mật lệnh. Lần này về thành chính là phải lật đổ Hứa ra thì bán tín bán nghi, khẽ đoán anh chính là Hứa Lưu Phương. Mang trong mình một lòng đầy căm hờn và cả cục tức đang nghẹn bứ nơi cổ, Lưu Thiên Lan nghiến răng cảm thấy không phục chút nào. Hắn vốn là thiên tài của Quy Nguyên Thành, vạn người nể phục, sao có thể bại dưới tay anh được. Dồn hết tất cả sức lực cuối cùng, Lưu Thiên Lan cầm kiếm khí mà tung chiêu, tà khí từ đó bay ra tán loạn cực kỳ bức người khó ngửi, làm Lưu Tôn không thể nào tiếp cận hắn nổi. Nhưng thôi, việc đó cứ để sau, anh vội vã chạy đến nơi Dung Bảo Thiếu Hồn đang nằm e lệ lấp lánh nơi vách đá kia, nhận thấy đây mới là mục tiêu quan trọng nhất mà anh đang nhắm đến. Lưu Tôn nhanh như cắt vươn tay chộp lấy thành công, hệ thống cũng ngay tức khắc cộng thêm cho anh 50 điểm hoàn khố vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nó còn thông báo cho Lưu Tôn anh đã đương gặp phải kế thừa, chí âm chí tà chi vật, bao gồm cả thiên sát thiên ma chi khí, nếu thu phục được nó có thể được thưởng đến 30 điểm hoàn khố. Lưu Tôn toát mồ hôi hột, không ngờ được bảo động này vậy mà có kế thừa khác đang ẩn giấu, tia lo lắng ánh lên nơi ánh mắt. Âm âm mấy tiếng, bảo động không biết lý do tại sao bỗng rung chuyển kinh động, khói bụi mịt mù báo hiệu sắp sập đến nơi, Lưu Tôn cùng Thiên Ưng vội vã chạy trối chết ra bên ngoài. Lưu Tôn tiếc nuối vô cùng, với tình cảnh này thì vật kế thừa kia chỉ có thể đến lấy sau mà thôi. Loáng một cái, cả hang động đã bị lớp đất đá chôn vùi che lấp mà trở về với trạng thái nguyên thủy ban đầu. Thiên Ưng thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy hai tên trong kia e rằng đã bị nghiền nát thành bùn rồi. Tình hình này thì trừ khi là cường nhân của đại đạo chân kinh mới có thể rời núi lấp biển, không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Thiên Ưng qua vài lần chứng kiến công lực cao cường của Lưu Tôn thì vô cùng nể phục anh. Cười tít mắt đầy khen ngợi Lưu Tôn quả là quái thai, cảm thấy đệ tử Thiên Võ Phủ ngoại tôn đấu với anh thì cũng đều là đồ bỏ đi mà thôi. Lưu Tôn lúc này khẽ đưa kim dịch hoan linh tiên nhường cho Thiên Ưng khiến hắn ta vô cùng mừng rỡ đến sửng sốt, chắp tay cung kính bái lại tỏ lòng biết ơn anh, nói đoạn vẫy tay từ biệt anh tại đây. Lưu Tôn sau khi chia tay Thiên Ưng liền tự mình phát hiện ra một bờ suối nước chảy ào ạt trắng xóa trông vô cùng tinh khiết và trong lành. Anh cảm nhận được nơi này chứa đựng một nguồn linh khí rất mãnh liệt, nguồn không đoạn, kinh mạch lại bất tận, đối với võ đạo mà nói thì cực kỳ hữu ích. Anh khẽ ngồi xuống, nhớ lại điều cần làm bây giờ chính là phải phá bỏ địa giới, mở bản mệnh võ hồn, khẽ hỏi Tiểu Hồn về hệ thống võ đạo của Vạn Cương Đại Tế rốt cuộc là như thế nào. Cô nàng hệ thống Tiểu Hoàn sắc mặt không đổi cho hay, người võ hồn lấy võ dưỡng hồn, ở đan điền sinh ra hồn khiếu, phân khí, linh, mộc nguyên tố đẳng, cuối cùng ra chính là thiên đao vạn vật. Nếu bình thường, một người một hồn khiếu, nhưng với cơ thể của một người đặc biệt thì có thể có hai hoặc hơn hai hồn khiếu phức tạp. Ông nội của anh, Hứa Thương Sơn chính là võ hồn song sinh, bao gồm võ hồn thí tam túc kim điểu và võ hồn khí khổ hỏa lưu đao, cực kỳ lợi hại. Lưu Tôn nghe đến há hốc mồm, không ngờ được ông của mình lại lợi hại đến như vậy. Máu chiến sôi sùng sục đầy hào hứng mà nắm chặt tay, anh thật sự rất muốn luyện xem võ hồn của bản thân là như thế nào đây. Lưu Tôn nhận ra nơi này vào buổi tối chính là thời điểm hung thú xuất hiện nhộn nhịp nhất. Việc đầu tiên cần làm chính là bảo đảm lúc tu luyện không bị quấy rối, bèn cho gọi Tiểu Hoan mau chóng mang hệ thống ra cho anh lựa chọn loại phòng ngự. Anh chọn đến Cửu Dương Hỏa Long trận, có nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cao nhất có thể xuất hiện đến 81 con Viêm Long Huyễn Ảnh có thể chống đỡ được Huyết Nhiên cảnh 5 tầng công kích, dựa vào thực lực kẻ địch mà có thể tăng trưởng tùy cơ ứng biến, vô cùng lợi hại. Lưu Tôn thở dài, tuy cái giá quá là đắt nhưng thôi thì vì tính mạng cũng gọi là đáng giá, đành cắn răng bấm bụng chọn mua. Ngay tức khắc, xung quanh Lưu Tôn tràn ngập luồng chân nguyên dập dờn trải dài chiếu sáng, quả đúng là tuyệt hảo phòng ngự đầy thần kỳ khiến anh phải tròn xoe mắt đầy kinh ngạc. Tiếp đến, anh muốn thử xem một lần đột phá võ hồn cảnh, khẽ lấy từ trong túi ra vài viên huyết tán. Toàn thân lập tức tỏa ra một luồng chân khí rợn ngợp mơ màng ẩn hiện, đem cả người anh tỏa ra nguồn khí tức sáng lấp lánh ẩn hiện trong làn hơi nước trong văn vắt. Trời dần tối đen như mực, vài kẻ lạ mặt đi ngang qua rừng, trông thấy Lưu Tôn ngồi bất động tu luyện. Cơ thể sáng lấp lánh liền nảy sinh lòng tham muốn tiến đến xem có thể la liếm được gì trên người anh không, lập tức vung vũ khí không ai bảo ai tiến đến.
Nhưng đúng là cướp đêm không xem ngày, ngay giây phút bọn chúng vừa lao đến, luồng tà khí nóng như lửa đốt từ cơ thể anh ào ra, đem bọn chúng nướng cháy đen như chả cốm, đến mắt cũng không kịp khép lại. Sang đến ngày thứ hai, cuối cùng Lưu Tôn cũng đã thành công đạt đến võ hồn cảnh, được nạp thêm 15 điểm hoàn khố, anh mừng rỡ hét lớn, cả cơ thể tràn trề sức lực. Tiểu Hoàn cũng mừng cho anh, cho biết anh đã thu được nạp khố võ hồn khiếu thái hồn cực thương cùng số mệnh võ hồn khiếu thôn thiên đồ lục. Đó chính là song sinh võ hồn nhân đôi, sức mạnh vô cùng kinh người. Thái hồn cực thương là một loại binh khí loại võ hồn, có thể tăng lên trên diện rộng cận chiến uy lực, còn thôn thiên đồ lục là trưởng thành loại võ hồn. Theo tu vi và linh bảo bạch ích mạnh mẽ, đạt đến mức tận cùng liền có thể hống lạc tinh vân, truy vân từng ngày. Lưu Tôn cười ngạo nghễ vui không khép nổi mồm, hệ thống lại thông báo thêm cho anh tin vui lớn, chúc mừng anh đã mở ra được đệ tam hồn khiếu mà thần thông võ hồn hồn khiếu. Lưu Tôn như không tin nổi vào tai mình nữa, cái nguồn sức lực mạnh mẽ đạt đến như vậy ào đến đột ngột khiến anh phải toát mồ hôi hột không kịp thích ứng. Cực đạo thần thông võ hồn chính là một loại hải nạp bách xuyên có thể chứa đựng tất cả cực đạo võ học võ hồn thiên phú. Anh khẽ lo lắng đem tất cả nguồn lực ẩn vào trong cơ thể đan điền, nếu để bại lộ e là sẽ đưa tới họa sát thân. Lưu Tôn cười khẽ, cả người bừng lên một nguồn sức mạnh vô tận, cảm thấy muốn loại đại khí vận này mà đột phá đến võ hồn cảnh tam trọng thiên. Nguồn lực lớn kia đưa cơ thể anh tràn trề rực sáng cả một vùng. Không ngờ đến được là đã thu hút được sự chú ý của một cô gái lạ mặt vốn đã đứng đây quan sát được tất cả từ đầu đến cuối. Cô ta vô cùng tò mò không biết Lưu Tôn với nguồn lực đạo mạnh mẽ trước mặt đây là ai, thắc mắc liệu anh cũng là đến từ Vũ Phủ đệ tử, phụng mệnh chém giết lang phong mà lĩnh phạm tội. Cô ta vừa cất bước, nguồn khí lực kia đã biến thành một con rồng lửa khổng lồ, gầm gừ lao đến. Cô ta giật bắn mình, ngay tức khắc khai triển Thiên Quân Thương, lăng đoạn nhất lãng mà biến ra một lớp khí tức xanh lè nơi đầu kiếm, nhắm ngay mồm nó lao đến không thương tiếc. Con quái bị chèn ép, tung hoành mạnh mẽ rồi lụi tàn trong chớp mắt, tàn dư nguồn nhiệt cháy bỏng vẫn còn tồn lại lập lòe trong không khí vốn đã sôi sục. Lưu Tôn cũng như cảm nhận được điều gì, khẽ nhíu mày đau đớn khiến cô ta thoáng ngạc nhiên. Không hiểu vì sao bên cạnh anh lại có một trận hỏa lò như thế, thôi thì cứ cứu anh ra trước đã rồi hẳn nói sau. Bùng thêm phát nữa, một trận lửa đồ với công suất và sức lan phá còn to hơn cả ban nãy lại lần nữa cháy bỏng phừng phừng bốc lên như cái hỏa diệm sơn. Hơi nóng lan tỏa tràn ngập len lỏi trong không khí mà gào thét hú hét như muốn bao trùm nuốt chửng cả người cô, ầm ầm mà kịch liệt vô cùng. Quả là nguy hiểm thật mà, may mà cô đã dùng đến thủy nhu hệ thương pháp có thể tạm thời dập tắt chúng, nếu không đã sớm mất mạng với trận đồ này rồi. Cô điếng hồn, nhận thấy cái trận hỏa diễm kia dường như lại thấp thoáng la liếm khởi phát. Đành vận hết sức mà mau chóng nghĩ cách đi cứu anh khỏi trận này, nếu không thân thể của anh sẽ bị thôn phệ, hóa thành cho tàn mất. Lưu Tôn sau nhiều ngày tu luyện, cuối cùng cũng đã đạt đến võ hồn cảnh tầng 2, được nạp thêm 5 điểm khố trị đầy uy lực. Anh thở phào, cảm thấy trong lúc tu luyện không cảm ngộ được đến tình huống xung quanh, cũng không biết hỏa long trận uy lực đến tột cùng ra làm sao, thở dài ngao ngán. Tiểu Hoàn cho hay 3 ngày nay anh ở bên trong tu luyện, tổng cộng tiêu trừ được 2 lần uy hiếp, một lần là 18 người, lần kia là 1 người. Anh vươn vai vặn khẽ người, thờ ơ mà cảm thấy quả là đáng đời bọn chúng, gieo gió thì phải chịu gặt bão thôi. Bất chợt, anh trợn mắt phát hiện ra có một cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh ngay dưới chân mình, trong bộ quần áo cô ấy mặc đều không giống tội phạm một chút nào cả. Lưu Tôn liếm liếm môi, nhận thấy vóc người cô tốt đến vậy, nếu mà là kẻ xấu thì quả không phải, chút vết bỏng nhỏ này đừng nói là khiến cô tỉnh lại không nổi đấy chứ. Lưu Tôn ngượng ngùng khẽ vỗ lên khuôn mặt nhỏ non mịn của cô, cảm thấy trước hết cứ là cứu người đã rồi hẳn tính tiếp. Nói đoạn bèn dự tính dùng tam phẩm thanh tuyền đan có thể chữa trị bỏng lửa trên người cô. Bỗng chốc lúc này đây, đầu óc của Lưu Tôn đột nhiên lại đau đớn dữ dội, ký ức kiếp trước ùa về đột ngột, cho hay cô đây chính là Lăng Vũ Huyên, là Lăng Gia Thiên Kiêm và cũng chính là vợ của anh, khiến Lưu Tôn sốc đến tận óc, ôm chặt đầu mà không thể tin nổi. Hệ thống khẽ vang lên nhiệm vụ phụ cho anh, chính là giải cứu Lăng Vũ Huyên mà cởi quần áo cô ra, có thể hoạch nạp khố. Lưu Tôn bối rối vô cùng, nhưng nếu không cởi quần áo của cô ra ngay lúc này thì hỏa long trận ẩn chứa cửa dương kính hỏa bên trong cơ thể cô có thể khiến cô kinh mạch tán loạn, ăn mòn ngũ tạng. Lưu Tôn chợt nghĩ ra một cách, quay sang Tiểu Hoàn muốn đổi tam phẩm thanh tuyền đan nhưng lập tức bị cái hệ thống tính nóng như kem này bóp chát ngay vào mồm. Khẽ cho hai thanh tuyền đan tác dụng cũng chính là có hạn. Bây giờ muốn cứu Lăng Vũ Huyên ra thì chỉ còn cách mở quần áo cô ra, vận dụng Đại La Kim Thân Quyết mà anh vừa được lĩnh ngộ, lấy kim cương khí áp chế cửu dương kính hỏa. Lưu Tôn ngượng đỏ bừng cả mặt, thoáng ngập ngừng, Tiểu Hoàn thấy thế liền cho hay nếu anh thẹn thì có thể dùng 50 điểm nạp khố trị để cô ta có thể làm thay. Lưu Tôn tiếc rẻ, lập tức lao đến muốn tự mình làm lấy, hai tay run rẩy mà thầm cầu mong Vũ Huyên có thể bỏ qua cho lần mạo phạm này của anh. Sau một hồi khai công triển pháp, Lưu Tôn chút hết năng lượng vào cơ thể yếu ớt của cô,
thầm tiếc nuối nếu hiện tại không phải vì Hứa Gia đang sa sút thì cả hai đã kết hôn rồi. Tại Thiên Không quận năm xưa, Tần Vực mặc dù là Tần Thị Vương triều thống trị chốn này, nhưng dân gian vẫn thường có câu tục ngữ Xuân, Đoạn, Lăng, Hứa. Tần Thị, Đoàn Thị, Thiển Dân cùng Hứa Dân đều là Tần Vực hàng đầu Tây Đại Thế Gia. Hứa Gia cùng Lăng Gia vốn xưa nay có quan hệ tốt, năm đó đã cùng nhau đùa rằng nếu Hứa Lăng Thế Gia có thể tái chiến chiến trường trở về, đời sau sẽ cho con cái kết hôn. Nhưng không ai nghĩ đến việc Hứa Gia anh hào lại chết trận nơi chiến trường, chỉ còn lại Hứa Lưu Tô có hương hỏa còn kéo dài. Mà năm đó lão tướng Hầu Chinh Chiến hiển hách cũng bị cưỡng chế từ quan, không thể bước được vào chiến trường nửa bước. Lưu Tôn sau khi truyền công lực cho Vũ Huyên xong thì mệt mỏi nằm lăn ra đất, nghe hệ thống không ngừng tinh tinh cộng điểm đã đánh thức được cô tỉnh dậy. Ngơ ngác cảm thấy đáng lý ra cô đã bị hỏa trận đánh bại mất rồi, nhìn chằm chằm Lưu Tôn mà thắc mắc lẽ nào là anh đã cứu mạng cô. Lưu Tôn vốn đang chìm trong giấc mộng không mấy trong sáng cho lắm, như bị mộng du mà lao lên ôm chầm lấy Vũ Huyên, khiến cô tức tối một phát đạp thẳng anh tung vào gốc cây đối diện đến ê ẩm cả người. Trông thấy Vũ Huyên hừng hực khí thế như vậy, ắt hẳn đã khôi phục lại kình đạo rồi. Lưu Tôn khẽ gọi cô hai tiếng nương tử làm cô ta ngượng chín cả mặt, lại vung tay đương tác động vật lý lên mặt anh cho chừa cái tật ăn nói xà lơ. Lưu Tôn lúc này đã nhanh nhẹn né được, như đi guốc trong bụng mà khẽ mỉa mai cô trước đó đã mạo phạm đến Lăng thiếu tướng, khiến cô ta trúng tim đen, giật mình thon thót. Dù cô có vờ vịt giả vờ như không biết gì cũng không thể qua mắt được anh. Vũ Huyên tức tối hét lớn muốn biết rốt cuộc anh là ai. Lưu Tôn không muốn tiết lộ thân phận cho cô hay, khẽ đưa cho cô một vật mà cho biết đó là quà ra mắt dành cho cô. Vũ Huyên nhận lấy cái vật sáng chói anh đưa, bỗng chốc nhận ra được nó là thứ gì, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Vũ Huyên mở hộp ra, giật bắn mình khi phát hiện bên trong chính là Khô Sơn Băng Liên trong truyền thuyết, cực kỳ quý hiếm. Loài hoa này 100 năm chỉ nở một lần, có thể giúp tăng lên mấy lần thủy nhu hệ công pháp uy lực, cô vốn đã tìm rất lâu rồi vẫn không tìm được. Vô cùng ngạc nhiên bất ngờ sao Lưu Tôn lại biết được việc cô trước giờ vẫn đang tìm kiếm nó kia chứ. Ánh mắt Vũ Huyên thâm sâu như nhận ra được điều gì đó, khẽ nở nụ cười, thầm đoán ra được anh chính là Hứa Lưu Tôn. Nửa tháng sau tại Hứa gia, Hứa Thương Sơn chờ mãi vẫn chưa thấy Lưu Tôn từ Lang Phong lĩnh trở về, vô cùng sốt ruột bèn hỏi Hứa Thu Bình về tin tức của anh. Hắn ta cho hay Lang Phong lĩnh có phạm vi cả ngàn dặm, muốn tìm Lưu Tôn cũng không phải dễ dàng đến thế, khẽ trấn an lão ta không cần quá lo lắng cho người có tu vi mạnh mẽ như anh. Lão ta thở dài ngao ngán ôm đầu, không phải là lão quá lo lắng cho an nguy của anh mà chỉ là đại hội sát hạch Thánh Càn Vũ Phủ hôm nay sẽ khai mạc. Nếu như Lưu Tôn không về kịp thì e rằng sẽ bỏ qua cơ hội tuyệt hảo để tiến vào Vũ Phủ mất thôi. Hứa Lưu Bình trên gương mặt thoáng lên vẻ mừng rỡ khó nhận ra, lập tức chêm thêm vào cho biết dù Lưu Tôn có Tề Vân lệnh có thể bảo đảm trực tiếp cho anh tiến vào Vũ Phủ tu hành, nhưng nếu bỏ qua thời gian nhập học thì chỉ có thể chờ đợi đến sang năm. Nói đoạn, ánh mắt hắn ta liền lóe lên tia hắc ám, mừng thầm nhớ đến chuyện đã bàn sẵn với thủ hạ, chỉ cần gặp được anh liền lập tức tiêu diệt bịt đầu mối. Nhe răng cười nham nhở tự tin rằng anh sẽ không còn cơ hội trở về được nữa, muốn dành cơ hội đi Tề Vân lệnh cho con trai yêu dấu của hắn. Không còn sớm nữa, cả hai bèn xuất phát đến hội trường võ trạm hiện đang tập trung đông đúc, chật kín người như nêm như nước, phủ kín bao đầy cả hai bên khán đài. Tên Tiêu Gia Gia chủ cha của Như Yên đầy tự hào kiêu hãnh ngồi chiếm trệ trên ghế, khí thế bừng bừng mà tự tin sau hôm nay, Quy Nguyên Thành sẽ thuộc sở hữu của hắn ta. Đám quần thần của hắn có chút e dè, nhớ đến chuyện dù đã thỉnh cầu đến cả hai vị cao thủ Lang Phong lĩnh đánh giết Hứa Thương Sơn cũng đều thất bại. Thoáng thắc mắc ở Hứa gia liệu có đang ẩn giấu tu sĩ ở đằng sau hay không. Càng nghĩ càng thấy đúng là có vấn đề, rõ là Hứa Thương Sơn trúng kịch độc, Dực Vương cùng Đồ Lang oai hùng mạnh bạo cũng không thể thất thủ. Thế mà đến nay ở Hứa gia vẫn không có chút động tĩnh gì, càng khiến người ta nghi ngờ tợn hơn. Tên Tiêu gia gia chủ cùng kẻ quần thần kia vẫn tinh thần lạc quan bất diệt, nhận thấy chỉ cần mang được tên Hứa Thu Bình kia về làm tay sai thì hẳn sẽ không dám làm càn. Hơn hết, bọn chúng tin chắc rằng dù Hứa Thương Sơn có bản lĩnh to lớn đến đâu thì cũng không thể có can đảm đến võ trạm, muốn đợi võ phủ cao nhân đến để có thể cùng thương nghị việc thảo phạt Hứa gia. Như Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long sòng sọc, thề chỉ cần thấy được Lưu Tôn xuất hiện, cô sẽ tiễn anh chết thảm. Không để tất cả phải chờ đợi lâu nữa, võ phủ trưởng lão Hàn Tông xuất hiện, lớn giọng thông báo Bách Tông tuyển chọn đại hội hiện tại chính thức được bắt đầu. Lão ta chiếu một luồng lực lớn lên khán đài, nguồn linh khí dựng ngợp bay vụt đến lấp lánh ánh bạc. Trước mặt tất cả mọi người hiện ra một khối thạch ngọc bảo tím Sophia lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Lão cho hai cửa sát hạch thứ nhất chính là trắc nghiệm thể phách rèn luyện trình độ. Nếu như tôi thể võ học uy lực không đạt đến 1000 cân sẽ bị đào thải, ngược lại nếu đạt được đến 1000 cân liền có thể vào vòng sát hạch thứ hai. Bên dưới náo nức nhộn nhịp, nghe thấy vậy liền nhốn nháo không thôi. Mở bát là tên Lý Tư Thuần hùng hổ tiến về phía sân khấu, chắp tay xin được gia nhập Hàn Tông. Hắn ta ngạo nghễ đến điên cuồng,
Dương Dương tự đắc bản thân oai vệ mà không ngớt lời chế giễu những người xung quanh bằng miệng lưỡi độc địa rắn rết. Để ra oai, hắn ta khai triển ầm ầm nguồn sức mạnh hổ gào trên cơ thể, khẳng định bản thân chính là học pháp tam phẩm cao giai võ quyết nhất Hổ Dương Phách Quyết. Khí thế của Hùng Vương hòa trộn ẩn hiện qua từng luồng khí tức. Hắn ngay lập tức đặt tay lên khối ngọc thạch trên khán đài, một nguồn khí lực lập tức ảo ạt tuôn ra chấn động khắp cảnh vật xung quanh qua tia sáng mờ nhạt. Võ phủ trưởng lão Hàn Tông thấy vậy mà vô cùng hài lòng, hắn thế mà có thể tạo ra đến 12 chấn động, đạt được đến liên nặng 200 cân. Nếu là vòng sát hạch thứ hai thì cũng xem như đạt đến tiêu chuẩn, ngay tức khắc liền thành công được lão thu nhận làm đệ tử thân truyền khiến hắn cực kỳ vui mừng, khẽ chắp tay bái lại. Tiêu gia gia chủ kia ngồi bên dưới cũng vô cùng vừa mắt với hắn ta, đắc chí nhận thấy hắn tinh thông võ tuệ. Tuy rằng so với thánh càn võ phủ còn hơi kém một chút nhưng thừa sức có thể làm đệ tử của Hàn Tông võ phủ. Đương lúc này, giọng của Lưu Tôn từ xa the thé cất lên, trong lời nói cất đầy sự khinh miệt tên Lý Tư Thuần đây. Ngầu lòi từ xa tiến vào giữa đám đông đầy oai vệ khí chất khiến tất cả bọn người có mặt nơi đây phải há hốc mồm, xôn xao bàn tán. Anh không chút khách khí, trước mặt đám đông chen chúc kia mà sẵn giọng cảm thấy tiêu chuẩn sát hạch năm nay quả quá ư là thấp kém. Chê bai lão Hàn Tông trưởng lão kia từ Quy Nguyên Thành trở về lại mang theo một đám đệ tử rác rưởi như hắn ta, thể loại nào cũng muốn thu nhận như vậy thật giống như nồi cháo heo. Giọng nói anh chứa đầy sự danh mãnh và ngạo nghễ tinh danh gợi đòn, hệ thống tiếp tục mở ra một nhiệm vụ mới cho Lưu Tôn, chỉ cần đánh bại được Lý Tư Thuần là có thể cộng thêm 10 điểm khố trị. Đám quần thần kia nghe những lời không chút khách khí của Lưu Tôn thì vô cùng điên tiết, mặt mày tên nào tên nấy đen thui mà thở hổn hển, quyết không bỏ qua cho anh lần này. Tiêu Bình Hầu hét lớn, lệnh cho chúng trước tiên hãy cứ cố nhịn đừng manh động, muốn đợi thánh càn võ phủ trưởng lão đến giải quyết anh. Như Yên ngứa mồm không nhịn nổi nữa, cười khẩy mỉa mai Lưu Tôn có tư cách gì mà đến nơi này, cho hai lần này anh dám đến đây thì đừng mong tới lúc trở về. Lão Hàn Tông trưởng lão bị sỉ nhục đến thế thì vô cùng tức tối, cái thân già khẽ kích động hướng về phía anh mà mắng xa xả, muốn biết anh là kẻ nào mà lại dám ngông cuồng đến thế. Lý Tư Thuần lại chêm dầu vào lửa mà đơm đặt, cho hay anh chỉ là rác rưởi không hơn không kém, chỉ là phế vật ngày xưa ở Linh Bảo Các dám đánh trọng thương hắn ta. Hắn ta bừng bừng cả người đi đến, cất giọng muốn được khiêu chiến cùng Lưu Tôn, hắn là muốn xem liệu anh đứng trước bách tính Quy Nguyên Thành có dám cùng hắn chiến một hồi hay không. Lưu Tôn bèn bật chế độ khinh thường khiến Lý Tư Thuần lại bộc phát cơn lửa giận, cả người bao bọc đầy tà khí thề sẽ thay mặt tất cả dạy anh một bài học. Hàn Tông trưởng lão trông thấy cái bộ dáng tràn ngập linh khí này của hắn ta mà vô cùng vui mừng, nhận thấy đây chính là kình khí có thể phách cảnh đạt đến kình khí thất trọng, đạt đủ 1.500 cân, tràn ngập tự tin nhận thấy lần này Lưu Tôn xem như chết chắc rồi. Tiêu Bình Hầu cũng cùng chung suy nghĩ, khuôn mặt hớn hở muốn xem trò vui bên dưới. Cuộc chiến bắt đầu, trông thấy Lưu Tôn vẫn giữ cái bộ dáng lao nháo bắn nhắng gợi đòn kia làm Lý Tư Thuần hắn lại điên tiết. Vận chiêu nhất Hổ Dương Phách Quyền lao đến nhanh như một cơn gió đầy hiếu chiến, luồng lực đạo oai hùng kia lân la tràn trề cả người. Ùm một phát, một luồng ánh sáng rợn ngợp bỗng lóe lên càn quét. Đám người quan sát bên dưới cũng thoáng nhận ra dường như đó là tiếng hét của Lý Tư Thuần sau khi bị nhận vài quyền rồi bay xuống võ đài đầy thê thảm, có chút dè chừng thán phục năng lực của Lưu Tôn. Hắn ta nằm lăn ra đất, máu mồm máu mũi tuôn trào như suối chảy. Lăn lộn la hét đầy bất lực mà nhận thấy dường như đan điền của bản thân đã bị phế bỏ mất rồi, điên cuồng gào thét tên của Lưu Tôn trong tuyệt vọng. Tiêu Bình Hầu chứng kiến tất cả liền lập tức chỉ trích anh quá lạnh lùng mà hạ sát Lý Tư Thuần, độc địa nguyền rủa hứa ra anh sẽ liệt tổ liệt tông, là dòng giống táng tận thiên lương đến cuối đời. Lưu Tôn cảm thấy đúng là nực cười mà, tên Tiêu Bình Hầu này đây mà cũng xứng nhắc đến hứa ra của anh sao? Kênh kêu cho hắn hay anh không một quyền đấm chết Lý Tư Thuần đây xem như là nể mặt hắn lắm rồi. Hắn ta tức đến nhói tim mà không thể làm gì hơn, hệ thống nhờ đó lại cộng thêm cho anh 5 điểm khố trị vì đã chọc tức được hắn ta. Ngay lúc này, Hứa Gia ùn ùn đổ bộ kéo đến, Hứa Thương Sơn gặp lại được anh thì vô cùng mừng rỡ. Ngỡ ngàng nhận ra sau nửa tháng không gặp thì xem ra tu vi của anh lại tiến thêm được một bước rồi. Anh khẽ cười, thoáng giọng khoe qua chiến tích ở Lang Phong Lĩnh với lão rồi khẽ tiến đến chỗ Tiêu Bình Hầu lệnh cho hắn nhanh chóng chim cút nhường chỗ cho Hứa Gia của anh ngồi. Hắn ta điên máu sôi sùng sục, chọc giận đến đại gia tộc hắn rồi giờ còn đòi ghế trên, đúng là hão huyền mà. Tiêu Bình Hầu vung tay, cho viết võ đài đã đủ ghế, tỏ ý không muốn nhường mà lệnh cho Hứa Gia hãy xuống dưới đài mà đứng. Đám đệ tử nhà Hứa Gia, dưới mệnh lệnh của Lưu Tôn đều kiên quyết muốn được ngồi. Anh khoái chí liếc nhìn sang Hàn Tông tông chủ, có chút thất vọng lão ta ăn cháo đá bát, coi trọng cái tên Lý Tư Thuần kia hơn Hứa Gia bọn anh, còn không cho cả chỗ để ngồi. Tên Hàn Tông gia chủ kia cười nửa miệng, không ngớt lời mắng mỏ đến Lưu Tôn được voi đòi tiên. Nhận thấy lần này không thể bỏ qua được nữa mà quyết ra tay cho anh biết mặt, cho anh chiêm ngưỡng thế nào là nội công thâm hậu của gốc gác Hàn Tông. Trước sự thách thức kênh kiệu của Lưu Tôn, lão ta bừng bừng lửa giận,
Hiếu Chiến vô cùng mà muốn cùng anh đưa ra một trao đổi. Hứa nếu anh thắng thì sẽ trực tiếp để anh lên làm Hàn Tông tông chủ, quân tử nhất ngôn. Lưu Tôn cười thích chí, lập tức đồng ý. Từ xa xa kia, một tên nam tử lạnh mặt quan sát, khớp tay nắm thành quyền bẻ răn rắc không ngừng, gườm mắt nhận thấy cuối cùng cũng đã tìm được Lưu Tôn anh đây. Tên Hàn Tông tông chủ đưa ra điều khoản giao đấu, mỗi người lấy ra một viên đan dược, trong vòng 3 viên nếu ai có cấp bậc cao hơn thì xem như người đó thắng. Hệ thống tít tít lên tiếng, nếu Lưu Tôn thắng cuộc lần này thì có thể thu nạp thêm 50 điểm nạp khố trị. Anh đầy cảnh giác, cảm thấy lão ta dù gì cũng chỉ là một trưởng lão thôi mà lại dám lấy vị trí tông chủ ra đánh cược, có điên anh mới bị lão lừa vào trong. Lưu Tôn cho hay nếu anh thắng thì lão ta phải khẩn cầu anh để làm đệ tử của anh, còn nếu anh thua, anh thể sẽ tự vẫn ngay tại chỗ. Lão nghe vậy cắn chặt răng đến bật máu, để cho công bằng thì cho hay nếu lão thua cuộc thì cũng sẽ tự vẫn nốt. Đám người bên dưới trông thấy cuộc tranh đấu không ai chịu ai này thì vô cùng hào hứng. Xâm si to nhỏ mà đoán khẽ Hứa ra đã bị Lưu Tôn làm cho bại hoại, thế quái nào lại vẫn còn đan dược quý trong người. Đem hết niềm tin chiến thắng đặt lên Hàn Tông trưởng lão mà nhận thấy mặc dù Hàn Tông tuy không phải môn phái lớn lao gì nhưng tồn tại được đến nhiều năm như vậy, xem như cũng có năng lực không tồi. Lão ta lấy viên đan dược đầu tiên ra, người người giới thiệu đây chính là Nguyên Linh Đan. Tam phẩm cấp cao bảo đan có giá trị 10 vạn bạc ròng, hơn nữa nó còn chứa một đạo đan văn, NHG mặt đan tình, vô cùng quý báu. Như Yên cười khẩy, thầm đoán phe này Lưu Tôn thua là cái chắc. Cái chí tôn đan dược đẳng cấp kia của lão ta dù có tìm kiếm cả thiên nguyên quận thì cũng đều là hiếm có khó tìm. Nhưng đúng thật là đừng bao giờ khinh thường người khác. Lưu Tôn xuất chiêu lấy ra viên của mình, cười khẩy giới thiệu đây chính là Nguyên Linh Đan có tam phẩm đẳng cấp chí tôn. Có 5 viên đan văn, 5 mặt đan tinh cùng một viên đan thần văn đang hòa hợp sức mạnh mà tồn đọng bên trong thứ này, uy lực tuyệt đối không thể đùa. Hàn Tông tông chủ không tin nổi vào tai mình, lập tức bèn cho gọi Tử Dương lão hữu một tam phẩm đan sư. Lệnh cho ông ta mau chóng mang viên của anh đi kiểm nghiệm, thoáng nghi ngờ Lưu Tôn chỉ đang dóc tổ. Nhưng xui thay cho lão, sau một hồi xăm soi, ông ta quả quyết thứ trước mặt đây các thực chính là bảo đan cấp chí tôn vô cùng mạnh mẽ khiến lão ta sửng sốt giật bắn người không thể nào tin nổi. Hệ thống cộng thêm cho anh 15 điểm khố trị nữa vì đã làm mất mặt được lão ta, tốc độ nhanh không thể tả khiến Lưu Tôn hào hứng không thôi. Cứ cộng thêm nhiều như vậy thì anh cũng không tiếc mà bỏ ra thêm nhiều đan dược thách đấu. Viên thứ hai của lão ta là tam phẩm tinh huyết đan, so với Nguyên Linh đan dược thì càng mạnh mẽ hơn đôi phần. Có khả năng khôi phục khí huyết bảo đan, giá cao ngất ngưỡng lên đến 15 vạn bạc ròng cho 3 viên đan văn đây. Lưu Tôn cười xòa, có thế mà cũng khoe, lập tức lấy ra viên tam phẩm tinh huyết đan cấp chí tôn, 5 viên đan văn, 5 mặt đan tinh, đem viên của lão ta đánh chìm xuống đáy xã hội. Lão ta bèn tung ra viên cuối cùng, chính là Thiên Hoàng Vô Cực đan, là tứ phẩm cao giai đan dược có giá trị 50 vạn bạc ròng. Khí thế hung tráng khoe mẽ mà nhận thấy Lưu Tôn anh đây sẽ không tài nào địch lại được. Tử Dương lão hiểu khẽ xem xét, mạnh mẽ nhận thấy đây chính là chất dẫn cháy huyết mạch có thể tầm bổ võ hồn, tôi thể câu thông chân huyết vô thượng đan dược cực kỳ hữu hiệu. Cho hay sở dĩ nó có cái tên này bởi vì bên trong tứ phẩm này không có đan dược nào có thể phá vỡ Thiên Hoàng Vô Cực được. Lưu Tôn có chút lúng túng, nhận thấy cái tứ phẩm cấp chí tôn này phải mất 40 điểm nạp khố trị mới có thể đối lấy. Tên Hàn Tông tông chủ kia trông dáng vẻ anh ngập ngừng như vậy mà cho rằng anh đã thua cuộc, mừng rỡ khoái chí không thôi. Nhưng lão ta còn chưa vui nổi được 10 giây, Lưu Tôn đã mang ra một viên cấp chí tôn Thiên Hoàng Vô Cực đan, chính là đẳng cấp chí tôn tứ phẩm không hơn không kém, cực kỳ dữ dội, nghe đồn chỉ có đan sư ngũ phẩm trở lên mới có khả năng tạo nên được thần đan như vậy. Lưu Tôn thích thú chế nhạo lão ta, lệnh cho anh chóng tự vẫn anh xem. Thì ra cái tự vẫn trong ý lão ta đây chính là tự mình quỳ rạp đầu hôn nền đất đầy nhục nhã. Đám đông xung quanh chứng kiến cái cảnh tượng này thì thích thú cười như được mùa, vô cùng hả hê. Anh bực bội phẩy tay, muốn lão nhanh chóng khẩn cầu xin anh thu nhận làm đệ tử. Lão ta nghe lời răm rắp, cúi đầu cầu xin anh nhận lão làm đệ tử. Có chút mưu mô thầm nghĩ người có năng lực như Lưu Tôn đây thì ít nhất tài lực vô tiền khoáng hậu, thôi thì làm đồ đệ anh cũng không hẳn là thiệt thòi. Nhưng lão ta vừa cất lời đã bị Lưu Tôn trợn mắt lao đến, mỉa mai chế giễu lão ta tuổi gì được anh thu nhận khiến lão tức điếng người không thốt nên lời. Bất chợt ngay lúc này đây, một tên đệ tử của Hàn Tông võ phủ gươm giáp đầy đủ, cảm thấy quá bất bình trước thái độ ngông nghênh của Lưu Tôn từ nãy đến giờ. Không biết ở đâu chui ra mà đánh lén khiến anh giật mình hốt hoảng, mau chóng tung kiếm phòng thủ trước uy lực ngang tang của hắn ta đang bao trùm xung quanh. Hắn phát ra nguồn linh lực đầy rợn ngợp, dần dần lan tỏa nhằm ngay hướng Lưu Tôn mà lao đến. Ma giáo pháp trên cơ thể xuất chiêu bắn tá là khiến Lưu Tôn có chút e dè. Hắn ta không phải ai khác xa lạ mà chính là tên Tiêu Thiên Lan tưởng chừng đã chết trong trận đá lở ở hang động kia. May mắn thay trước đó hắn đã chiếm được linh bảo truyền thừa, vu vi vì thế vừa vỡ lại được phá lại. Hắn mang theo một nỗi căm hờn đến thấu tận xương tủy.
Hôm nay gặp lại Lưu Tôn ở đây liền thề sẽ dùng ma giáo pháp để trả thù cho tất cả nỗi nhục nhã mà anh mang lại cho hắn ở hang động ngày hôm ấy. Lưu Tôn cười nhếch mép, có chút sức lực yếu ớt này mà huênh hoang mơ tưởng đến việc lấy mạng anh thì cũng gọi là hơi ẩu rồi đó ba. Nói đoạn, anh khẽ vung tay, một cỗ năng lượng dần dần từ cổ tay anh bốc lên, anh muốn cho hắn ta chiêm ngưỡng qua chút thế nào gọi là thất phẩm chí tôn võ hồn cho hắn được mở mang tầm mắt. Cả người anh nhanh chóng đã được một nguồn sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể hừng hực lan tỏa cháy bỏng dữ dội phát tiết. Tiêu Thiên Lan nhíu mày, e dè mà cảm thấy tuy rằng hắc thương trong tay Lưu Tôn phát ra khí tức dạo dực quả thật có thể khiến hắn kiêng kỵ nhưng về phương diện võ hồn, hắn hoàn toàn tự tin mình có thể thắng được anh. Vừa dứt lời, hắn ta lao cả một thân mang đầy nguồn năng lượng nặng nề, ầm ầm lao về phía Lưu Tôn trong nỗi căm hờn thấu xương không thể nào nín nhịn được thêm. Hai nguồn năng lượng giao hòa vào nhau mà cấu xé mãnh liệt, dần dực bùng cháy lóe sáng chớp nhoáy trong khoảnh khắc rồi đùng đoàng nổ tung. Tiêu Thiên Lan quả nhiên không thể địch lại nổi sức công phá của Lưu Tôn, lập tức bị đánh bay ra xa mà tái xanh mặt mày. Lưu Tôn ha hả cười lớn, khẽ đe dọa anh không chỉ muốn giết chết hắn mà còn muốn chém bay cả cái tiêu da của hắn nữa cho hả dạ. Tiêu Thiên Lan không trụ thêm được nữa, cả người bị luồng khí tức kia xâm chiếm đến căng cứng cả từng khối cơ mảng thịt. Áo quần nứt toác văng tung tóe thành từng mảnh tạo thành những vết nứt sâu hoắm trên cơ thể chỉ đường dẫn lối cho từng dòng máu tươi bắn ra tán loạn. Hắn ngã ầm xuống nền đất, khói bụi mù mịt bốc lên phủ kín cả gương mặt đang thổ huyết dữ dội không ngừng. Tiêu Bình Hầu sáng ngoét mặt mày, sững sờ bất động đầy đau đớn mà nhận ra Lưu Tôn đã giết chết con trai yêu của hắn, đau đớn không nói nổi thành lời. Anh mạnh mẽ phản bác, tất cả đều chính là ở Tiêu gia tham lam đã sớm muốn chiếm đoạn hứa gia của anh, nhẫn tâm sắp đặt âm mưu giết anh không chỉ một lần. Nếu không phải vì anh mạng lớn, ắt hẳn cũng đã xanh cỏ từ lâu rồi. Lưu Tôn quay sang chỉa kiếm vào cô ả như yên muốn cô ta nhanh chóng thực hiện lời hứa tháng trước chính là cuộc cá cược liên quan đến trận sát hạch tiếp theo. Khẽ tò mò không biết liệu Như Yên đây muốn lấy cái gì để đánh cược. Cô ta xù lông nhím lên, gương mắt nhìn anh cho hay bản thân chính là thiên phượng, chung quy là sẽ bước vào trung cực võ đạo. Cô ta lườm mắt, cho hay Lưu Tôn từ trước hay hiện tại bây giờ cũng đều là vật hy sinh của cô ta, muốn cùng anh đánh cược một trận. Nếu lần này cô ta thắng, thì hứa ra buộc phải xem như bị xóa tên vĩnh viễn. Toàn thân Như Yên lúc này lạnh lùng ngạo mạn mà đưa ra lời đề nghị không biết lượng sức mình. Lưu Tôn càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cái gì mà thiên phượng kia chứ, anh càng nhìn càng thấy cô giống một con thỏ ướt rơi xuống nước không hơn không kém. Lời này của anh đã thành công chọc tức cô ta, đúng là cơn giận của phụ nữ thật không gì có thể sánh được, nhanh như cơn gió mà khai triển luồng thuật pháp bừng bừng về phía Lưu Tôn. Anh nhanh chóng phòng ngự, trông thấy cô ta đang tức giận liền tiết lộ một bí mật mà Như Yên vốn vẫn chưa hề biết. Nói đoạn, anh khẽ lấy ra chai nhiên nguyên dịch mà cho hai tên dược vương kia tuy đã dùng nó để tăng lên huyết hồn tu vi nhưng vẫn bị xử đẹp. Bởi lẽ ngay đêm đó trong thời khắc cô ta đương tắm rửa, anh đã xuất hiện tại đó mà đánh cháo cái bình thuốc kia. Có chút khen ngợi vóc người thon gọn của cô khiến Như Yên vừa nhục vừa hận, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem anh băm thành trăm mảnh, thế hôm nay sẽ rút gân rút cốt anh ra. Lưu Tôn không nói nhiều nữa, khí thế vụt cháy lao đến. Tiêu gia cấu kết tội phạm, đồ hại muôn dân, không xứng là tần vực phủ hầu. Như Yên ả ta lại vì đoạt Tề Vân lệnh mà muốn độc chết anh, những việc này đây khiến anh không thể nào mà bỏ qua cho cô ả được. Trong đôi mắt Lưu Tôn lúc này tràn ngập lửa hận, tốc độ ngày càng tăng mà muốn xem cô ta có tài cán gì dám cùng anh thách đấu. Cả hai lao vào nhau như băng và lửa, như bánh trung thu đậu xanh và bánh trung thu thập cẩm mà làm một trận hỗn chiến đầy máu lửa. Như Yên không mấy vừa vặn vung ra từng hồi kiếm khí đầy tà bức, Lưu Tôn khẽ khai triển Tử Long Quyền Ý. Từng hồi cơn ẩm ý vùn vụt hiện ra như lửa thiêng cuồng hận hòa cùng cơn phẫn nộ của anh mà nhanh chóng lao thẳng đến lực đạo của cô ta, vùn vụt mà hào hùng. Từ trên khán đài kia bỗng lóe sáng ngút trời, sức công phá ảnh hưởng lan rộng đến cả một khu vực lớn khiến đám người ngồi dưới sợ hãi bỏ chạy tán loạn, không tài nào chịu được cái áp bức này. Như Yên toát mồ hôi hột, cảm thấy tò mò Lưu Tôn sao lại có nhiều chiêu thức mà cô chưa thấy qua nhiều đến vậy kia chứ. Lưu Tôn khẽ cười, nhận thấy cô ta đây còn non và xanh lắm em ạ, vung tay một cái đương tác động lực đến thì bất chợt, Như Yên nhanh như cắt mà vụt bay biến. Chỉ để lại dòng khí tức tàn dư ngùn ngụt cháy trước mặt làm Lưu Tôn có chút giật mình choáng váng với cái tốc độ thần tốc này của cô ta. Cô ta giờ đây đã phục kích từ đằng sau lưng anh tự bao giờ, khẽ chiêu gọi chiêu thức Tử Loan võ hồn. Phong chi cực ngập ngụa tà ma, đầy máu chiến khe khẽ bay đến muốn đánh lén Lưu Tôn từ đằng sau, thoáng nở nụ cười thâm hiểm. Nhưng đánh lén mà không coi ngày thì ối rồi ôi rồi, Lưu Tôn sớm đã phát hiện, đương giây phút cuối cùng liền lập tức quay người phản công làm cô ta hoảng hốt cả người tránh không kịp tránh. Né không kịp né, cứ thế nuốt trọn nguyên luồng sức mạnh ảo ạt của anh bắn đến mạnh mẽ. Bị chấn thương không nhẹ, cô ta đau đớn đầy tức tối. Anh nhìn dáng vẻ tàn tạ của cô ta mà cảm thấy Phượng và Loan vốn mộc chất khác biệt. Phượng như chim thần sẽ không nhìn xuống chúng sinh,
sớm phá trần thế oán tục. Một người tầm thường như cô ta ắt kiếp này cũng khó mà chạm đến Loan, vĩnh viên cũng không thể thành thiên phượng được. Cả người Như Yên bỗng dưng không hiểu vì sao tự dưng lại ngùn ngụt bốc cháy dần rực như thiêu như đốt, cô ta nóng hết cả người, la hét ầm ĩ mà quằn quại đau đớn như là bị thiêu sống. Tiêu Bình Hầu hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với con gái hắn ta, lửa càng lúc càng lớn đến mức lan cả vào trong võ đài. Người người tháo chạy ầm ĩ, bỗng vang vọng từ trên bầu trời cao kia vang vọng một giọng nói trầm thấp khiến ai nấy cũng đều sững sờ hoang mang. Như Yên quên hết cả đau đớn ban nãy, quỳ rạp xuống bái lại, thắc mắc liệu có phải là thánh tử của Thánh Càn Võ Phủ đến trợ thủ hay không. Quả nhiên chính là như thế, hắn ta chính là Tư Đồ Thanh cùng đám đồ đệ khẽ tái xuất, bộ dáng huênh hoang ngạo mạn đầy khí tức kinh kiệu lộ diện. Đám quần chúng sợ hãi cúi rạp người bái lại cung nghênh hắn giá lâm. Lưu Tôn khẽ quan sát, nhận thấy hắn ta chính là người của Thánh Càn Võ Phủ, có vẻ như tu vi cũng rất cao đây. Trông thấy duy nhất chỉ có mỗi anh là không quỳ, hắn ta khẽ liếc mắt, gằn giọng lệnh cho anh mau chóng cung kính dưới chân hắn. Quái cả trưởng thật á chớ, Lưu Tôn cười cười, ngất ngưởng cho hay hắn là cái thá gì mà anh phải làm như vậy. Hệ thống mở ra một nhiệm vụ mới, chỉ cần anh có thể đánh bại Tư Đồ Thanh, lập tức thưởng thêm lên đến tận 1.000 điểm hoàn khố. Số điểm khổng lồ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lưu Tôn khiến anh thoáng sửng sốt. Một tên đồ đệ khẽ nhắc nhỏ anh, cho biết hắn ta chính là Tư Đồ Thánh Tử của Thánh Càn Võ Phủ, khuyên anh không nên hành động theo cảm tính. Lưu Tôn lúc này ngất ngưởng nhìn thẳng mặt Tư Đồ Thanh, anh cho hay có thể quỳ trước liệt tổ liệt tông, trước thầy nương huynh đệ, nhưng việc hắn chẳng là cái quái gì mà bắt anh phải cúi đầu chỉ tổ khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Giọng điệu trầm luân khó ở, hắn ta cười nhẹ mà cảm thấy anh có chút thú vị bởi từ khi sinh ra đến nay. Anh là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với hắn, cái dáng vẻ ngông cuồng tự tại bình thản này của hắn ta càng khiến người khác đôi phần khó chịu hơn. Như Yên vẫn đang quằn quại đau đớn trên nền đất vì bị thiêu cháy, cả cơ thể hừng hực bốc lửa theo đúng nghĩa đen, không ngừng la hét ầm ĩ. Tư Đồ Thanh khẽ tiến đến truyền một ít công lực vào cơ thể cô, cho hay nguyên do là vì cô ta không chịu mở võ hồn, kinh mạch chịu nhiều tổn thương, nhưng may mà huyết khí tản phát ra dẫn võ hồn ở đan điền vào máu. Võ hồn của Như Yên căn bản không phải Tử Loan mà chính là Tử Viêm Loan Phương, công lực của hắn ta truyền vào cô chẳng mấy chốc đã có hiệu quả. Cơn nóng cũng dần dần tiêu biến để lại một cơ thể mệt mỏi suy nhược nằm oài trên nền đất. Tư Đồ Thanh khẽ khen ngợi người như Như Yên trăm năm mới có một người, muốn mời cô đi cùng hắn ta khiến Lưu Tôn có chút giật mình bất ngờ nhẹ. Nghe cô ta khẽ ngượng ngùng đồng ý, Tư Đồ Thanh thoáng hài lòng, nhưng trước khi rời đi hắn muốn xử lý Lưu Tôn cho xong xuôi cái đã. Hắn ta tức tối vung tay mà nhớ đến chuyện ngay khi hắn xuất hiện, toàn thành đều quỳ bái nhưng chỉ riêng có Lưu Tôn cùng Hứa Thương Sơn không quỳ. Anh lại còn làm trọng thương đệ tử của Thánh Càn Võ Phủ của hắn càng khiến cơn phẫn nộ của hắn ta dần dần bùng phát, thề sẽ xử đẹp anh. Lưu Tôn cười he he, tuổi gì mà động được đến anh kia chứ, cái dáng vẻ tự tin đắc ý này khiến Tư Đồ Thanh cực kỳ dị ứng. Lưu Tôn vẫn không hề e dè, khí thế người người vô cùng tự đắc huênh hoang đầy máu chiến. Bỗng lúc này đây Tiểu Hoàn khẽ nhắc nhở anh thực lực của hắn ta quá mạnh, trừ việc chạy đi thì anh xem ra không còn đường thắng. Nghe đến đây, Lưu Tôn giật mình hét lớn, đùa nhau à, hệ thống mở ra nhiệm vụ ngắc ngoải chống đỡ. Có thể đạt được 100 điểm hoàn khố khiến anh lại càng bấn loạn mê sảng hơn, ngắc ngoải là cái gì vậy trời? Tư Đồ Thanh tràn ngập khí thế, trước khi ra tay khẽ cho anh 3 phút để nhìn ngắm lại thế giới lần cuối. Hứa Thương Sơn từ từ tiến lên chắn trước mặt anh, lo lắng anh không thể đấu lại được với hắn ta. Tư Đồ Thanh thấy vậy bèn thách cả hai ông cháu anh, hoang hoang tự tin vào năng lực của bản thân có thể một lần đánh bại cả hai. Lưu Tôn lúc này đây mới nhẹ nhàng lên tiếng, trên tay cầm theo một khối cầu lửa khổng lồ, ai rồi cũng phải khác thôi. Dứt lời, anh mạnh mẽ vung nó lên, toàn thân ngay tức khắc đã được khối hỏa trận lớn bao trùm nuốt chửng, dần rực tỏa đầy hơi nóng. Đám người xung quanh sợ hãi đến toát mồ hôi hột, bây giờ mới kịp hiểu hóa ra hỏa trận này trước đây là do Lưu Tôn làm ra. Tư Đồ Thanh bình tĩnh như nước mà nhẹ nhàng vung tay, thoáng một lát đã nắm giữ được khối hỏa trận rồng thiêng kia dễ dàng như ăn kẹo. Khẽ khinh bỉ cảm thấy chiêu thức này nhìn thì ghê gớm nhưng lại chả có tí ghê gớm nào, uy lực toàn thân thể sẽ giết chết anh. Hệ thống khẽ phát lên thông báo nhiệm vụ ngắc ngoải của Lưu Tôn chỉ còn 7 phút nữa. Lưu Tôn thoáng lo lắng, tuy dự liệu trước trận pháp này không chống đỡ được lâu nhưng không ngờ đến được hắn lại phá quá nhanh đến thế. Đây là trận pháp mạnh nhất mà anh có thể tạo ra rồi, đành phải đổi sang chiến thuật khác vậy. Cả hai long hổ tranh hùng, trên khán đài phì phò khói lửa lan tỏa hơi nóng ngút ngàn, không biết là do lửa hay do khí thế chiến đấu của cả hai. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Tư Đồ Thanh điên tiết nắm đầu khối khí nóng mà Lưu Tôn bắn đến, thề đợi đến khi hắn phá được cái này thì cũng là lúc anh phải chết. Vũ Huyên trà trộn trong đám người chăm chú quan sát, cười khẩy mà cảm thấy trận này đúng là không đơn giản đến vậy, nhớ lại chuyện trước kia cô qua hai cửa cũng là y như vậy, đều rất khó. Nhưng chỉ cần ngưng ba đạo uy lực,
81 hỏa long kia thì huyết nhiên kinh cường nhân cũng khó mà chống lại được, chỉ có thể chạy mà thôi. Luồng lửa trận của Lưu Tôn hóa thành những hình thù kỳ quái, bây giờ chính là ba con rồng phừng phực lửa cháy đang nhằm hướng Tư Đồ Thanh lao đến như cơn gió. Hắn ra sức phản công, không ngờ được anh lại bắn đến từ đằng sau thì thoáng mất cảnh giác, ngay tức khắc liền bị cơn nóng làm hun đốt cả xương tủy. Luồng sức mạnh kia rầm rầm lan tỏa chấn động cả võ đài, toàn thân Lưu Tôn bao phủ linh khí rực cháy. Tư Đồ Thanh phát hiện ra tứ phẩm tuyệt trận lửa đồ của anh đang sinh ra thêm những nhánh con, phừng phực điên cuồng bốc hỏa mà lao đến làm hắn ta thẳng thốt không thôi. Hắn khẽ ngồi dậy, mặt xanh mày sạm điên tiết triển khai công lực thể sẽ bắt được anh, một luồng khí tức lập tức khởi phát, nhanh chóng chặn đứng đường đi của đám rồng lửa kia một cách dễ dàng rồi tóm gọn lấy nó như tóm một con chuột nhắt. Như Yên mừng rỡ, gương mắt khoái chí nhận thấy chỉ cần hắn ta phá thành công trận pháp, đến lúc đó Hứa ra chắc chắn sẽ diệt vong theo ý muốn của cô ta. Tư Đồ Thanh bị trận pháp của anh công kích, tốc bay vụt lên không trung nhưng mau chóng đã lấy lại được vị thế, ầm ầm lực đạo lại tiếp tục tiến đến. Lưu Tôn có chút thánh phục hắn ta, toát mồ hôi nhận thấy cho dù huyết nhiên kinh không phá được Cửu Dương Hỏa Long trận này, nhưng trước sau gì hắn cũng chả dùng đến mấy phút. Hắn ta lại tràn trề sức lực bắn tung hỏa lực không ngừng nghỉ khiến anh đờ cả người. Nụ cười trên môi dần tắt ngúm mà nhận thấy đây quả là không phải lúc để bái địch kẻ thù, phải mau chóng tìm đường thoát thân thôi. Anh rơi vào ngõ cụt, chỉ đành có thể dựa vào nhiên nguyên dịch, vừa uống dứt mồm cả cơ thể như rơi vào một tình trạng mới. Tu vi nâng cấp lên mức đỉnh cao võ hồn mà luồng tà khí cấu xé dần dần. Sức mạnh và tốc độ của Lưu Tôn giờ đây đã được nâng cao. Từng luồng từng khí tức của hắn ta lao đến lúc này cũng chỉ là nhãi nhép so với anh hiện tại, cả cơ thể tràn trề khí tức và sức mạnh ngập trời. Đương gái sớm, luồng khí linh khổng lồ của Tư Đồ Thanh khẽ xuất hiện mà bắn anh bay tan tác như nhái bén chấn động cả đất trời. Nhiệm vụ ngắc ngoải của anh hiện tại chỉ còn có 3 phút. Tư Đồ Thanh khẽ tiến đến bên Lưu Tôn đang đau đớn gục ngã dưới nền đất, dáng vẻ đầy huênh hoang tự tại. Hứa Thương Sơn lo lắng cho anh lập tức lao đến nhưng nhanh chóng đã bị tên tay sai của Tư Đồ Thanh chặn đứng. Dùng linh khí tấn công lão ta đột ngột từ đằng sau khiến lão giật mình thẳng thốt không kịp phản ứng, ngay lập tức bị hất văng ra ngoài như dán khiến lão ta vô cùng điên máu. Lưu Tôn cố gắng chống chọi, cả cơ thể tàn tạ rách nát mà cố đứng lên cho bằng được. Tư Đồ Thanh đắc ý vô cùng, cảm thấy anh chỉ là đồ chơi muốn giết thì giết của hắn ta mà thôi. Nhiệm vụ ngắc ngoài chỉ còn một phút, Lưu Tôn cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng chống đỡ, đau đớn không nguôi mà nhớ lại đám người bọn chúng đều luôn muốn làm hại anh. Hùng Dũng đứng lên hét lớn, quả quyết sẽ có một ngày anh sẽ san phẳng thế lực của bọn chúng, đôi mắt ánh đầy niềm tin và hy vọng. Vũ Huyên không nhịn được nữa rồi, tư trang đầy đủ lập tức đứng phát dậy, dáng vẻ hiếu chiến ấy khiến cha cô giật mình lo lắng không thôi. Ông cho hai quyền của Thánh Càn Võ Phủ so với Hoàng Thất Quyên Vực bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, chẳng nhẽ cô không hiểu được. Vũ Huyên vẫn cứ là lì lợm mà nhận thấy cho dù có mất đi chức thiếu tướng này, cô cũng phải cứu anh. Cha cô hốt hoảng nắm chặt lấy vai Vũ Huyên lớn giọng không cho phép cô rời đi. Ông không muốn Lăng Gia phải lưu lạc như Hứa Gia lần nữa, lịch sử xuất hiện một lần là đủ lắm rồi. Tư Đồ Thanh cả người dựng ngược khí tức, ngay thời khắc chuẩn bị vung tay giáng đòn quyết định, hệ thống của anh khẽ reo lên, đã qua được 10 phút chống chọi, thành công nhận được 1.000 điểm hoàn khố. Ầm một cái, một luồng võ khí nhắm ngay hướng hắn ta lao đến khiến hắn hốt cả hền, lực đạo không hề nhỏ mà cứu nguy Lưu Tôn trong gang tấc. Đúng như dự đoán của anh, Thiên Ưng Hùng Dũng xuất hiện, cho hay hôm nay đến đây chính là đại diện cho Thiên Võ Phủ bảo vệ Lưu Tôn, cười ha hả khoái chí. Đám người bên dưới nghe thấy cái tên Thiên Võ Phủ bèn xì xào bàn tán, đó chính là Vạn Huyền Tứ Đại Tông Môn huyền thoại trong truyền thuyết đây mà. Trước sự điếc không sợ súng của đám Thánh Càn Võ Phủ, Thiên Võ Phủ tông trưởng dần dần lộ diện trong lớp khí tức xanh lè, uy lực tỏa ra đầy mạnh mẽ dựng ngợp làm Tư Đồ Thanh thoáng dè chừng lo lắng. Tiểu Hoàn khẽ giải thích cho Lưu Tôn biết Thiên Võ Phủ đây đến từ Vạn Huyền Vực, là tông môn của Vạn Huyền Vực, diện tích của Vạn Huyền Vực gấp 3 lần Vạn Quyên Vực, số lượng tông môn cũng gấp hơn 10 lần, nếu đem Thánh Càn Võ Phủ so sánh thì nhiều nhất bọn chúng cũng chỉ là hạng ăn mày mà thôi. Lưu Tôn bất ngờ hiểu ra, thì ra là vậy, tuy nói Thánh Càn Võ Phủ đặt ở Quyên Vực là cấp cao nhưng đặt ở Vạn Huyền Vực cũng chỉ có thể xếp ở mức trung bình mà thôi. Thiên Võ Phủ tông trưởng mặc kệ đám bọn chúng, khẽ tiến đến khen ngợi tài năng của Lưu Tôn khiến chúng vô cùng tức tối. Tư Đồ Thanh bây giờ mới lên tiếng, cho lão ta hay hắn ta cùng Lưu Tôn đã định chiến đấu không chết không nghỉ, lão ta giờ lại xuất hiện cản trở, quả đúng là đang muốn đối đầu với hắn rồi. Lão ta cười khẩy, vỗ vai Lưu Tôn cho hay anh bây giờ đã là đệ tử của Thiên Võ Phủ được hắn coi trọng, hắn ta dám động đến anh thì cũng chính là động đến Thiên Võ Phủ của lão rồi. Lão ta tự tin ngời ngời, cho biết thực lực của Thiên Võ Phủ bọn lão, san bằng Thánh Càn cũng chỉ là chuyện vài phút mà thôi, khiến Tư Đồ Thanh bị chọc tức đến ứa gan ói máu. Hắn ta dường như đã rén, khẽ cất giọng cảnh cáo Lưu Tôn vài câu rồi hậm hực bỏ đi. Nhưng Lưu Tôn không muốn hèn kém như hắn mà kết thúc mọi chuyện tại đây.
anh liền gọi hắn dừng bước, cầm Tề Vân lệnh trong tay rồi lập tức bóp nát vỡ vụn, lớn tiếng nghênh giọng nhằm khẳng định thánh càn võ phủ của bọn chúng đối với anh thì chỉ như cái nhà xí mà thôi. Còn riêng hắn trong mắt anh thì vô cùng tầm thường như cái linh bài này, chả là gì hết. Nói đoạn, Lưu Tôn hất hàm ném mạnh từng mảnh vụn xuống đất trước đôi mắt trợn trừng điên tiết của đám bọn chúng. Anh đã thành công kích động được Tư Đồ Thanh, nhận thêm 30 điểm hoàn khố. Lưu Tôn khẽ cắn môi quẹt máu ăn thề ngày hôm nay phải tự tay giết người thứ hai, thề nếu thất bại thì vĩnh viễn không thể xoay người, con cháu chết xuống hoàng tuyền, gia tộc không còn hậu bối. Dáng vẻ hậm hĩnh bộc phát này của anh khiến đám bọn chúng hận không kể xiết. Tư Đồ Thanh ngạo mạn cười lớn, cho hay dù anh có gia nhập Thiên Võ phủ thì hắn cũng có thể giết anh đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi, cười khà khà đắc ý trông vô cùng khó nhìn. Lưu Tôn nắm chặt tay đầy quyết tâm, tự nhủ với bản thân sau khi học xong sẽ quay trở lại mà tìm từng kẻ một trả món nợ nhục nhã hôm nay. Ngày hôm sau, Lưu Tôn ngồi trên giường luyện khí, trận hôm qua đã khiến anh tiêu hao nhiều chân nguyên làm cơ thể cứ bực bội khó chịu. Luồng khí tức hầm hầm quay quanh cơ thể, anh cảm thấy chỉ kém một bước nữa thôi là có thể đạt được tứ trọng kinh rồi. Nếu cấp khí lực thừa khả năng chịu được thương tích, sau khi hồi phục, việc tu luyện chân nguyên đã khiến anh có thể đạt đến tam trọng võ hồn kinh rồi. Tiểu Hoàn xuất hiện, chúc mừng Lưu Tôn đã hoàn thành nhiệm vụ quy nguyên thành, được thưởng đệ nhất thiên tài đồng thời đạt đến cơ hội lấy ra một lần tinh thạch. Ở Linh Hư Đạo Thủ Vương, căn cứ vào trò chơi của thời Thiên Đạo Vương muốn đạt được cường khả công như Bách Xuyên Kinh Thiên, Nhược Khả Đạo, như Thiên Cơ Ảo Ảnh. Lưu Tôn nghe vậy lập tức hứng chí, cảm thấy những cái đó so với đạo thâm ngọc thủ đều lợi hại hơn rất nhiều. Thoáng cái kỹ năng của anh sau một hồi tu luyện đã tăng thêm được một cấp bậc nữa, khẽ lệnh cho Tiểu Hoàn lấy tinh thạch ra. Tinh thạch phân làm tinh thạch bình thường và khảm binh tinh thạch bình thường dùng để đổi bạc, một tinh thạch đổi được 10 vạn 2 lượng bạc. Mà khảm binh tinh thạch, chất liệu và hình dáng đặc biệt, có thể dùng để khảm vào thần binh, nâng cấp uy lực. Hệ thống lập tức chúc mừng anh đã đạt được hoàn sát tinh lấp lánh, công lực của anh cũng từ đó mà nâng lên gấp 2 lần. Lưu Tôn thoáng nghĩ ngợi, nếu nâng lên gấp 2 lần thì khi gặp được người có tu vi cao hơn, nói không chừng anh cũng có thể đấu một trận. Bỗng nhiên lúc này, tên đồ đệ từ bên ngoài hấp tấp siêu vẹo chạy vào gian phòng của Lưu Tôn, khẽ mời anh đến chính viện, có Vân trưởng lão của Thiên Võ phủ đang đợi anh bên ngoài. Hệ thống tít tít chúc mừng Lưu Tôn đã mở ra nhiệm vụ mới, bước vào tu hành của Thiên Võ phủ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng thêm 50 điểm hoàn khố cùng giải khóa công năng tác chiến. Hứa Thương Sơn cùng Phương Vân trưởng lão đang cùng nhau chuyện trò, trông thấy Lưu Tôn xuất hiện khiến Phương Vân lão ta vô cùng vui mừng, vốn đang đợi anh đến từ nãy đến giờ. Lão ta ném vào người anh một cái Thiên Võ lệnh, vuốt râu cười khà khà cho biết đấy là lệnh đệ tử ngoại môn của Thiên Võ phủ lão. 2 tháng sau Thiên Võ phủ sẽ tổ chức hội tuyển chọn đệ tử 1 năm một lần, lão cho hay đã đặt hết hy vọng vào anh. Nói đoạn lão đi trước, chớp mắt một cái đã biến mất không còn chút dấu vết gì khiến Lưu Tôn giật mình không hiểu nổi lão ta là làm như thế nào. Cảm thấy tu vi lão ta đúng là thâm tàng bất lộ đến sửng sốt người nhìn. Ngay sau đó, tên gia nhân đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Tôn, cho hay Lăng tướng quân và Lăng thiếu tướng xin phép được đến diện kiến. Ngay tức khắc cả ba cha con Vũ Huyên lừng lững tiến vào. Hứa Thương Sơn khẽ đứng bật dậy cung kính nghênh đón. Vũ Huyên cùng Lưu Tôn thoáng chạm mắt khiến cô lộ ra vẻ bối rối ngại ngùng khó nhìn ra. Anh vui vẻ tiếp đón, trong giọng nói mang đầy khẩu khí cho hay đường đường là đan tộc Lăng đại chiến tướng như thế này thì không thể nào vì chuyện còn con của thánh càn võ phủ lại chạy xa xôi ngàn dặm đến đây. Như đi guốc trong bụng mà muốn Lăng tướng quân lập tức nói rõ mọi chuyện. Tên Lăng Khang kia nghe không lọt những lời thẳng thắn đến khó nghe của anh, điên tiết lao lên lớn tiếng chỉ trỏ vào Lưu Tôn, giọng điệu đầy cảnh cáo. Anh vẫn không chút e dè lo sợ, hoanh hoang cho hai Lăng gia có quyền thế, giờ lại có đại hoàng ân quyên vực tăng thêm địa vị. Hứa ra anh quả thật không bì được, nhưng có điều để anh phải cúi đầu trước bọn họ thì đừng có mơ. Hắn ta nghe vậy càng kích động không thôi, máu chiến nổi lên gây hấn khiến Lăng tướng quân bực tức, lớn giọng lệnh cho hắn lập tức lui xuống. Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, Hứa Thương Sơn xuống nước, cho hay ông ta có việc gì thì cứ nói thẳng, hứa sẽ không có nửa lời oán trách. Ông ta ngập ngừng, khe khẽ cất giọng cho biết theo lệnh của quyên vực, ông đến đây để thu hồi tinh binh hổ phù của Hứa gia. Lời nói ra như sấm nổ ngang tai, cả Lưu Tôn lẫn Hứa Thương Sơn đều vô cùng bàng hoàng ngỡ ngàng đến choáng váng. Xưa kia, Hứa gia dốc hết 5 năm trung thành, đạp mã thiết huyết, đào tạo ra một đội quân không thể lay động. Đông Thương man khấu, Tây Cương bạo loạn, thế lực của quyên vực nghe đến Hứa gia mà mất hồn mất vía. Thế mà bây giờ quyền của Hứa gia lại bị Quyên Hoàng thu hồi, thật đúng là đau đớn. Hứa Thương Sơn thở dài ngao ngán, đồng ý giao Tương Hổ Đạo Phù lại cho họ. Lão tự nhận thấy lão đã trở về ở ẩn thì Quyên Hoàng thu hồi Hổ Đạo Phù cũng là chuyện hiển nhiên, khẽ vỗ vai mà đặt hết kỳ vọng ở Hứa gia sau này vào Lưu Tôn. Màn đêm dần buông xuống, Lưu Tôn thở dài thường thực trên giường mà cảm thấy đau xót thay cho quân tinh nhuệ Hứa gia đã hơn nửa đời người phục vụ giờ không còn lại gì cả.
Anh biết trong lòng ông nội anh bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu. Bỗng nhiên, cánh cửa thoáng bật mở khiến Lưu Tôn lập tức cảnh giác bày ra thế phòng thủ, thì ra chính là Vũ Huyên đang chậm chậm tiến vào trong phòng anh.